xuyên qua Bắc Tống Trọng Hòa Nguyên Niên, Sơn Đông Thanh Hà huyện nghèo thư sinh, hắn họ Vương, hàng xóm của hắn Võ Đại Lang. Tiểu thuyết mấu chốt. Ta họ Vương, hàng xóm của ta Võ Đại Lang không đạn cửa sổ, ta họ Vương, hàng xóm của ta Võ Đại Lang TXT toàn tập đau loạt, ta họ Vương, hàng xóm của ta Võ Đại Lang chương mới nhất đọc. Chương 1. Tình nhân của ta Phan Kim Liên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 tình nhân của ta Phan Kim Liên Vương Lâm cảm giác có người đang đá hắn. Này, trực nương tặc, đừng ngủ nữa. Hắn quay đầu đi chỗ khác, mơ mơ màng màng đem tư thế ngủ từ ngửa mặt lên trời điều chỉnh thành thoải mái hơn chút nằm nghiêng, gối một cánh tay, như cũ càng rỡ đánh say sưa. Mông đau nhất, hiển nhiên bị ai hung hăng đá một cước. Hắn mở to mắt, trước mắt sơn đen bôi đen một mảnh, chỉ lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt mỏ khỉ lắc lư, một hai giọt nước miếng nhỏ xuống trên mặt hắn. Ai cơ? Vương Lâm hoảng sợ, theo bản năng ngồi dậy, hít một ngụm khí lạnh. Đây! Cái địa phương quỷ quái gì? Một cổ nồng đậm hỗn tạp các loại mùi thối rửa sông vào mặt, suýt nữa không hung chết hắn. Hắn lập tức ngừng thở, tay phải nhanh chóng hướng bên hông sờ tới, lại chỉ sờ tới cứng trắng ban xương chậu. Súng đâu? ánh mắt thích ứng hoàn cảnh hôn ám tầm nhìn liền dần dần sáng lên một chút, hắn rốt cục thấy rõ tình huống xung quanh, dưới thân thể không còn là sofa da mềm mại, mà là cỏ khô ẩm ướt, phía sau còn có một loạt lan can gỗ to bằng bát biển, đỉnh đầu có một cửa sổ mái lớn bằng cối xây, ném vào ánh trăng nhạt như sương tuyết. Hắn quá sợ hãi, tự hồ, đúng là một gian phòng giam. Trong đầu ngay sau đó chính là một mảnh hỗn độn liên tục ba ngày ba đêm ngồi canh giữ bắt được nghi phạm giết người liên hoàn trên lệnh truy nã màu đỏ của tổ chức hình cảnh quốc tế, dẫn đến lúc ấy thân thể và tinh thần của hắn đều ở vào trạng thái sụp đổ liên tục, từng đợt hoảng hốt khí xúc, vì tránh cho đột tử hoặc đau tim, hắn mới bị thuộc hạ thúc dục vào văn phòng ngủ một lát. Kết quả Thằng nhãi này nhìn nho nhã, lại là lôi công đầu thai sao? Tiếng ngáy giống như sấm sét, quấy đến đầu óc ta choáng váng. Mơ hồ thấy trước người có cái thật nhỏ gầy, đầu trâu mắt chuột thanh niên, bỏ qua hai bôi cẩu du hồ oán giận, chậm rãi lại chạy trở về góc, ngồi xuống dựa lưng vào tường, trong miệng còn ngậm một cây cỏ dại. Vương Lâm đờ đẫn. Đội trưởng cảnh sát hình sự chấp pháp xâm nghiêm ngược lại bị bắt vào đại lao, đây là đang nằm mơ sao. Tay giống như bắt cộng rơm cứu mạng nắm chặt một nắm cỏ khô, lúc này trong đầu quanh một cái nổ tung, giống như bị người ném vào một tảng đá lớn kích khởi sóng to gió lớn. Tin tức khổng lồ chạy tán loạn, tâm tình loạn thất bát tao như lửa lớn hừng hực, hắn nhìn thấy một bóng người mi thanh một tú lay động trong ngọn lửa, đảo mắt hôi phi yên diệt. Đại Tống, Trọng Hòa Nguyên Niên Đầu tháng Tư Đông Bình Phủ, Đại Lao huyện Thanh Hà Khóe miệng Vương Lâm hơi giật, thế nhưng lại xuyên qua. Bất quá cùng những năm này càng ngày càng nhiều người xuyên việc tiền bối so sánh, hắn này bắt đầu thật là có điểm đặc biệt. Hắn là người Sơn Đông làm việc ở vùng Duyên Hải, cùng tên cùng họ với vị thư sinh nghèo 19 tuổi huyện Thanh Hà này, thân thế cũng cực kỳ tương tự, sau khi cha mẹ qua đời gia đạo sa sút bất đồng là hắn tốt nghiệp học viện hình cảnh vào đội cảnh sát một đường nhanh chóng trưởng thành, thư sinh nghèo thì trở thành tư thuộc Tây Tịch của Phú Hộ Trương Mổ Gia trong huyện. Quả nhiên chu kỳ lịch sử của tài tử xứng giai nhân và thư sinh nghèo nhiều diễm ngộ không thể phá vỡ, tiên sinh dạy học đa tình anh Tuấn đến trương gia không lâu, liền coi trọng sứ nữ xinh đẹp của chủ nhân, ngày lành lập tức đến. Trên thực tế Lan Tình thiếp ý cũng không có hai ngày, cái gì cũng chưa kịp làm, nhiều nhất liền dắt tay, tặng hai bài thơ tình, đã bị trương đại hộ hỗn hển gậy đánh uyên ương. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn, thư sinh nghèo căn bản không biết mình đụng vào cấm kỵ như thế nào, lão hương thân ngày nhớ đêm mong vẫn chưa đắc thủ độc chiếm, cho rằng bị hắn vụng trộm đứng đầu, khẩu đố kỵ vô danh kia thiêu đốt đến trương đại hộ gia mấy ngày đều gà bay chó sủa vì thế đêm hôm sau nhà trương đại hộ liền đánh mất một tông vàng bạc tài bảo thực tế một phần trong bao đồ này cuối cùng vào hầu bao của tiền cốc sư gia hồ trân huyện này sẽ có tai ương lao ngục vô vọng kế tiếp bất quá cũng không chịu tội gì chính xác mà nói tri huyện lão gia vỗ một cái câu nếu không theo thực chiêu đến định đánh không tha kia thường ngoan thoại vừa dứt xuống thư sinh nghèo liền dơ cao hai tay sợ đánh thành chiêu. Cũng quá sợ hãi. Vương Lâm nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, trước mắt rất tự nhiên hiện lên tiểu nương tử khuôn mặt nổi bật hoa đào, lông mày công công, eo nhỏ thước tha, yểu điệu sinh hương kia. Tên cô ấy là Phan Kim Liên. Lúc này Tây Môn Khánh còn ở huyện Dương Cốc xa xôi, Phan Kim Liên mối tình đầu căn bản không biết võ Đại lang lòng tràn đầy chỉ có Vương Lâm Lan. Tôi họ Vương, hàng xóm của tôi võ đại lang thật đúng là có chút ý tứ vương lâm lấy tay đỡ trán nếu không phải chính mình xuyên qua thay thế phỏng chừng lấy bộ dạng sợ hãi này của thư sinh nghèo cho dù ra tù cũng tuyệt không dám trêu chọc phan kim liên nữa người trước nên gả cho võ đại như cũ quỷ tích đã định trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản và trong vòng chưa đầy hai năm nữa vào một buổi chiều nắng đẹp nào đó phan kim liên vẫn sẽ nói như thường lệ d chấm r a n -G đến lúc anh uống thuốc rồi, phòng giam này cũng nát không chịu nổi. Vương Lâm đùa bỡn một cọng cỏ khô, vân động đi tới đi lui, tính toán tình cảnh trước mắt. Là người hâm mộ đáng tin cậy của Thủy Hử, người yêu thích lịch sử và tin anh chấp pháp hiện đại, ông hiểu biết không ít về pháp luật cổ đại, đặc biệt là pháp luật đời Tống. Theo Tống hình thống định, nhà môn cấp huyện chỉ có thể xử phạt những vụ án dưới trường hình, tức là đánh đập, trượng hình, còn đối với những vụ án trên bản án tức là tù lưu đày tử hình trong huyện chỉ có quyền xét xử không có quyền xét xử nói cách khác huyện thanh hà nhất định phải xây dựng chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh trước trong đó không chỉ phải có lời khai của nghi phạm còn phải có nhân chứng tỉ mỉ có thể cân nhắc chứng cứ dự phòng và các loại vật chứng về sau mới có thể đưa hồ sơ vụ án lên phủ đông bình ngồi chờ phán quyết của thượng quan căn cứ vào đây vốn là một vụ án do con người vu oan thao tác ngầm huyện nha muốn vì thế mà hư cấu một bộ văn thư tư pháp trọn vẹn nguy hiểm và cái giá phải trả sau khi bại lộ quá cao như vậy tri huyện lão gia sẽ vì một thân sĩ thấp kém phát tiết phẫn nộ cá nhân mạo hiểm lớn như vậy sao vương lâm cảm thấy chưa chắc bởi vậy hắn cho rằng vụ án này có một khả năng rất lớn chính là hắn bị giam giữ một đoạn thời gian khoảng thời gian này có thể dài cũng có thể ngắn không giải quyết được gì đương nhiên cũng không loại trừ cẩu đại hộ dùng nhiều tiền, không tiếc tốn kém thật lớn, nhất định phải vu oan định tội cho hắn. Đây là kết quả xấu nhất, theo hình luật đại tống, tội không phải trộm vặt thiên về trộm cắp sẽ phán vài năm tù, lưu đầy nơi nào đó. Mặc dù đoán trước cũng không lo tính mạng, nhưng đội trưởng hình cảnh ngồi tù, quả thực chính là chuyện cười lớn. So sánh với nó, hắn càng lo lắng chính mình thời gian dài lưu lại trong ngục, tiểu tình nhân rất có khả năng bị cẩu đại hộ bá hoặc cưỡng bức gả cho hắn tuyệt thế hảo hàng xóm võ đại lang màu xanh lá cây nhất định phải lật lại án càng nhanh càng tốt nhưng lật lại án cần lực lượng hoặc là so với cậu đại hộ càng có tiền hơn cũng được vương lâm lật nát trí nhớ thư sinh nghèo cũng không phát hiện nhà hắn có bất kỳ nhân mạch bối cảnh nào chỉ có mẫu cửu trương thắng nhiều năm không gặp ở thôn tây khê huyện vận thành lân cận làm bảo chính cũng không nhớ rõ tướng mạo trông cậy vào một thân thích làm trưởng thôn đến quan trường huyện Thanh Hạ vớt người. Không phải người si nói mộng cũng là nằm mơ hảo huyền. Nhưng Vương Lâm dù sao cũng không phải thư sinh nghèo, hắn am hiểu nhất chính là tìm kiếm manh mối đột phá trong khốn cảnh, hơi trầm ngâm, liền nhớ tới hai người khác. Có thể thử. Trời sáng rồi. Trái phải trước sau rất nhiều gian phòng giam đều trống không, không biết đây rốt cuộc ý nghĩa huyện Thanh Hà Trị an tình huống cũng không tệ lắm, hay là nói rõ tri huyện lão gia căn bản chính là cái hồ đồ trứng. Trong hành lang lao ngục ẩm ướt truyền đến tiếng bước chân đá đá đạp đạp. Một lão lao tốt chừng 50 tuổi còng lưng, chậm rãi đi tới. Phía sau đi theo một tiểu nương mềm mại thon dài, thân mặc váy ngắn màu xanh vừa vặn, che mạng che mặt màu đen. Là cô ấy. Hô hấp của Vương Lâm lập tức trở nên dồn dập. Cho dù là che mặt, cũng có thể làm cho hắn ở khoảng cách gần cảm nhận được phong tình vạn chủng của nàng, cùng với bao bọc hơn một ngàn năm khói lửa. Tiểu nương ngồi sổng xuống, buông giỏ trúc trong tay xuống. Đường công mông mượt mà uyển chuyển, vương lâm rõ ràng nghe được động tĩnh nuốt nước miếng của cậu hóa đầu trâu mắt chuột sau lưng kia. Vương lâm thật muốn tác chết con chó này. Lâm làng, kim liên xem ngươi đã tới. Thanh âm của tiểu nương như châu lạc ngọc bàn. Hết chương này chương 2 Người nếu không cách ta không bỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Nếu em không rời anh không bỏ Vương Lâm ngồi trên cỏ khô hơi ngẩn ra, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, bắt đầu cắt trâu phan kim liên, có nghĩa là võ đại bình an sống quãng đời còn lại, võ tổng tiếp tục làm quan của hắn. Thật là một điều tuyệt vời. Rất nhiều người sẽ không chết vương bà tây môn khánh tưởng môn thần trương đô dám tất nhiên tội ác Tây trời nhưng dù sao không phải vẫn có người vô tội bị hại như dưỡng nương ngọc lan sao chân thiện mạc đại yên không ngờ cô ta lại đến đây trong đại lao hôi thối ồn ào lúc này mới chợt chạm mặt tiểu nương tuyệt vời cũng chỉ ôn nhu thoáng nhìn liền trong lúc lơ đãng xuyên thấu tâm phòng bị kiên cố hắn mang tới từ kiếp trước hắn mới ý thức được nguyên lai like mình cùng bất kỳ một nam nhân nào trên thế giới này cũng không có bản chất khác nhau nhưng mà vương lâm lập tức nhìn thấy trên đầu nạn có một vần sáng trong suốt phan kim liên sinh mệnh chín trí lực bảy vũ lực hai danh vọng không kỹ năng mỹ mạo vương lâm dụi dụi mắt ngay người đậu má chẳng lẽ là npc trò chơi vậy phải làm sao bây giờ vương lâm cân nhắc quay đầu lại thử thăm thanh niên đầu trâu mắt chuột Bạch Nhị Sinh mệnh 7, trí lực 3, vũ lực 4, danh vọng 1, kỹ năng Trộm cắp hóa ra là một tên trộm Vương Lâm lại theo bản năng nhìn về phía mình, tin tức trong ý thức rõ ràng Vương Lâm Sinh mệnh 2, trí lực 11, vũ lực 2, danh vọng 1, kỹ năng Không so sánh với Phan Kim Liên và Bạch Nhị Phía sau các trị số của hắn ngoại trừ trí lực ra đều có một dấu cộng màu vàng trí lực không thể tăng lên, những thứ khác có thể tăng lên. Hệ thống Vương Lâm vuốt cầm, chưa nói tới nhiều kinh hỷ, chỉ cảm thấy tạm được. Dù sao đầu năm nay hệ thống đã nát đường cái, cơ hồ thành người xuyên việc tiêu chuẩn, nghe nói rất nhiều đều là gân gà. Nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có, nhất là ở loạn thế này, lá bài tẩy bảo mệnh lại nhiều hơn một cái. Nhưng bằng cách nào? Sách hướng dẫn hệ thống đâu? chẳng lẽ không nên kích hoạt và trói buộc sao? Còn cửa hàng nào có thể đổi hàng nữa? Vô luận trong lòng hắn thiên hô vạn gọi như thế nào, hệ thống ba ba cũng không nói một lời. Hắn buồn bực lắc đầu, có lẽ giống như lão vương trong đội, chính là một tên nắm tay không đi đánh lui, về sau chậm rãi kéo tơ lột kén, sớm muộn gì cũng đào nó lên. Lúc này bên tai truyền đến tiếng phan kim liên nghẹn ngào. Lâm làng, đều do nô, là lỗi của nô, khiến ngươi chịu khổ vương lâm hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh mỉm cười điều này sao có thể trách em được kim liên không có lỗi của ai chúng ta đều không sai nhất định phải mau chóng đi ra ngoài nếu không tiểu nương này tuyệt đối chịu không nổi vương lâm thầm nghĩ ngoài miệng lại nói kim liên ngươi có thể tới đại lao thăm ta ta rất vui mừng nô mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên trong lòng nghĩ lâm lan lần này làm nô chịu oan khuất tâm cũng sắp tan nát. Lúc này thừa dịp mua xong cho phu nhân lén chạy tới, nô làm trăm cài bạc trên đầu, cho lao tốt chút tiền, mới bằng lòng cho nô vào. Chờ ta đi ra ngoài, mua cho ngươi trăm cài, cho ngươi mặc vàng đeo bạc, sống những ngày tốt lành. Vương Lâm thật không phải lừa dối. Hắn chỉ cho tiểu nương lòng tin kiên định. Phan Kim Liên lắc mạnh đầu. Nô không ham muốn những thứ đó, nô chỉ muốn cùng Lâm Lan cùng một chỗ hảo hảo sống cả đời, thế nhưng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Nhớ tới tiền đồ hai người hiện giờ chưa biết, lại nhớ tới lão già kia công khai bức bách, Phan Kim Liên bi thương thiết thiết, đảo mắt nước nở thành lê hoa đái vũ, làm ướt khăn mặt. Vương Lâm thở dài, tiếng khóc của nàng suýt nữa làm cho hắn phá phong. Quả nhiên vưu vật thiên cổ. Kim Liên ngươi không phải sợ, chuyện của mạc tu căn bản không định tội được ta, ta rất nhanh sẽ từ nơi này đi ra ngoài an ủi tiểu nương, hắn chợt cúi đầu nhìn nho sam màu xanh da trời dơ bẩn hỗn độn, xốc lên bên trong màu trắng, quyết đoán nhấc lên dùng răng cắn, dùng hết toàn lực kéo xuống một khối lớn. Sau đó lại nhịn đau cắn rách ngón giữa, mũ bút thành văn trên vải trắng một hồi, viết một phong huyết thư siêu siêu vẹo vẹo. Kim Liên, ngươi giúp ta đem biện pháp này đưa đến trong tay bảo chính trương thắng ở thôn Tây Khê huyện Vận Thành, hắn là mẫu cửu của ta, hắn thấy tính sẽ đi nhờ người cứu ta. Lâm Lan, vận thành cách đây hơn mười dặm nô một nữ nhân gia lại bị chủ gia nhìn chằm chằm nhưng làm sao đi đưa tin nhà ta hàng xóm võ đại Lan, làm người cấp công hảo nghĩa cùng ta quan hệ không tệ người đi tìm võ đại hắn nhất định sẽ hỗ trợ vương lâm đem thanh âm đè xuống cực thấp ta ở trong hốc tường nhà ta giấu mười lượng bạc vốn là chuẩn bị cưới ngươi qua cửa dùng ngươi lấy năm lượng cho võ đại làm lộ phí năm lượng khác ngươi lưu trên người dự bị phòng vạn nhất. Nô đỡ rồi. Phan Kim Liên vui mừng hẳn lên, thì ra Lâm Lan đã sớm đánh đàn cưới nàng qua cửa, cảm động đến nước mắt lưng trồng. Lâm Lan, người đối với nô thật tốt. Vương Lâm đỏ mặt nhưng cũng yên tâm thoải mái, dù sao đây là chuyện tương lai hắn sẽ làm cũng không tính là lừa gạt, hắn lập tức gấp huyết thư đưa ra, nghiêm túc dặn dò. Lão tặc kia bức bách ngươi, ngươi cứ theo sự thật tố cáo dư thị đố kỵ, hắn cũng không dám nếu hắn lại bức ngươi lập gia đình, cũng không cần rối loạn chừng mực, chỉ cần hư giữ ủy xà, kéo dài một tháng, ta nhất định sẽ ra tù cứu ngươi thoát thân. Kim Liên, đời này kiếp này, nếu ngươi không rời, ta sẽ không bỏ. Lâm Lan, ta thà chết, cũng tuyệt không để lão già kia thực hiện được. Phan Kim Liên nghiến răng, rừng rưng vương bàn tay ngọc thon dài xanh nhạt tiếp nhận chiếc áo lót trắng, vương Lâm không chút hoài nghi sự kiên quyết của nàng, bởi vì trước mắt nàng Chung Quy vẫn chỉ là một thiếu nữ vô hạ mới nếm thử tư vị tình yêu cuồng nhiệt, cũng không lây nhiễm thứ quá thế tục. Sau này cũng sẽ không nhiễm nữa. Anh nhìn không được nắm chặt bàn tay trắng nõn của cô vuốt ve, cô cực kỳ nhiệt liệt đáp lại. Vương Lâm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Trực giác một luồng nhiệt rất nhỏ từ trên người Phan Kim liên tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức tản ra vô hình. Trong nháy mắt này hắn có loại ảo giác khó hiểu cảm giác khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn của mình tự hồ trở nên nhẵn nhụi một chút, ngũ quan lại tinh xảo một chút, khí chất lại ngọc thụ lâm phong một chút. Loại cảm giác hoang đường siêu tự kỷ này, có phải có chút không biết xấu hổ hay không, hắn hơi xấu hổ. Buông tay ra, cảm giác lập tức biến mất. Lại nắm lấy tay Phan Kim Liên, cảm giác lại nổi lên. Vương Lâm tự mình lăn qua lộn lại thí nghiệm, chọc cho tiểu nương mặt đỏ tới mang tai giống như quả táo chín kiều diễm động lòng người, tim đập càng ngày càng nhanh. Rơi vào trong mắt Bạch Nhị, chính là đôi cậu nam nữ này thật sự rất càng rỡ, lại ở trong đại lao công khai tán tỉnh, hắn thầm nhổ nước miếng, nương không biết xấu hổ. Lâm Lan, nô phải đi rồi. Phan Kim Liên lưu luyến dậy ra, đứng dậy nhìn Vương Lâm một hồi, xoay người đi tới. Vương Lâm nhìn bóng lưng cô, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Với tính cách võ đại tâm thiện, lỗ tai lại mềm mại, huống hồ còn có năm lượng bạc phí chạy chân chắc sẽ không cự tuyệt sự năn nỉ của phan kim liên chứ về phần mẫu cửu trương thắng kia có thể nhớ tình thân hay không lại có thuận lợi được hai vị cứu viện như hắn dự đoán hay không hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc tuyệt đối nhưng dù sao cũng phải thử xem hắn cược người của thi nại am không thành vấn đề vương lâm như có điều suy nghĩ ý niệm trong đầu cả đời bản dữ liệu hiện lên trước mắt vương lâm Sinh mệnh 2, trí lực 11, vũ lực 2, danh vọng 0, kỹ năng. Mỹ Nhan, Mỹ Nhan. Nhà mình một cái thiết huyết lão gia môn, muốn kỹ năng này lông dùng. Kỹ năng của Phan Kim Liên là Mỹ Mạo, kỹ năng ban đầu của anh ta là không, đột nhiên. Có phải là anh ta có một loại năng lực đơn phương sao chép kỹ năng hoặc một phần kỹ năng của người khác, mà thủ đoạn sao chép lại đơn giản hơn, chỉ cần thời gian dài tiếp xúc mật thiết mà thôi nếu như vậy, cái hệ thống muộn tao này còn đủ ý tứ A. À? Vương Lâm nhất thời mừng như điên nhìn qua, nhưng bên ngoài lại không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc hưng phấn nào, vẫn lặng lặng làm ổ ở trên cỏ khô nhìn lên cửa sổ mái trên đầu, giống như ngồi đáy giếng nhìn trời. Quá khứ nhiều năm như vậy, hắn không biết hạn chế tự do của bao nhiêu người, chưa bao giờ cảm thấy tự do đáng quý như vậy. Hết chương này. Chương 3 Phan Kim Liên gặp Võ Đại Lang. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 3. Phan Kim Liên gặp võ đại lang Phan Kim Liên để lại cho Vương Lâm một con gà béo. Hắn đứng dựa lưng vào xà lim mộc lan vùi đầu gặm ăn, trái phải dương cung ăn như hổ đói, cơ hồ là gió cuốn mây tan, cùng quỷ đói chết cướp thức ăn cũng không khác nhau. Bởi vì ăn làm cho hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong cơ thể nào đó sinh cơ giống như mùa hè cỏ dại đồng dạng bắt đầu nảy mầm, mạnh mẽ sinh trưởng. Bạch Nhị ngồi sổng cách đó không xa nhìn chầm chầm Vương Lâm, thấy hắn điên cuồng ăn nấu nghiến, thèm nhỏ dãi. Mắt thấy hơn phân nửa con gà quay đều muốn chấm dứt, tên này rốt cục vẫn không kiềm chế được, vọt tới liền cướp. Vương Lâm là ai? Kinh niên cùng tạc giao tiếp chuyên nghiệp nhân sĩ, đã sớm đề phòng Bạch Nhị. Thấy tên hắc thủ này bắt tới, hung hăng nhất chân chính là một cướp, chính giữa hạ vị của hắn. T. Bạch Nhị xương hạ thắt lưng, che đũng quần, đau đến trên trán trực đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi mắng. Trực nương tặc, xem ta không giết chết ngươi. Chỉ anh thôi sao? Một con chuột thối trong cống ngầm. Vương Lâm khinh thường cười lạnh ngoài miệng nhưng cũng không ngừng, hai ba miếng tiếp tục gặm sạch một cái đùi gà còn lại, ném xương gà đi. Về sau không nói nhảm, lập tức xông lên bay lên lại một cước, lại chỉ đem bạch nhị đạp lão đảo. Hai người đánh nhau một chỗ bộ thân thể này thật sự quá nhu nhược, theo lý hắn không phải là đối thủ của lưu manh phố phường như Bạch Nhị, nhưng kỹ xảo bắt trọng thiên truy bách luyện cùng kinh nghiệm bắt trọng của kinh niên, đủ để bù đắp một chút chênh lệch về vũ lực. Bạch Nhị nằm mơ cũng không thể tưởng được thư sinh nghèo lại khó chơi như vậy, rõ ràng không có bao nhiêu khí lực, lại giống như buồn vàng vứt không thoát cũng không thoát, cuối cùng lại bị vương lâm ông lấy thắt lưng xô hắn vào góc phòng giam. Khi thời gian kéo dài đủ rồi, hai tay nảy sinh cảm giác tê dại và kéo dài khó có thể diễn tả bằng lời, Vương Lâm liền lập tức đem quyền hóa trưởng, mãnh liệt cắm vào sau gáy Bạch Nhị. a à, mẹ của ta! Bạch Nhị phát ra tiếng tru như heo. Vương Lâm lại thuận thế chém mạnh vài cái, tên này cuối cùng trước mắt tối sầm, ngất đi. Vương Lâm cũng mặc kệ Bạch Nhị, lặng lẽ nhìn vào trong, cột kỹ năng quả nhiên có thêm một hạng mục lựa chọn khoái thủ. Còn nữa, HP từ 2 biến thành 2.1, Foster từ 2 biến thành 2.3. Ăn để tăng sức khỏe. Đánh nhau gia tăng giá trị vũ lực. Cộng với việc sao chép toàn bộ hoặc một phần kỹ năng. Đây là cho tới bây giờ hắn tìm tòi ra hệ thống cơ bản quy tắc, bá đạo đến không hề logic. Giá trị sinh mệnh không cần nhiều lợi, nếu như nói giá trị trí lực đại biểu chỉ số thông minh bẩm sinh, cho nên không thể tăng lên, giá trị vũ lực lý giải là lực lượng kỹ năng làm thủ đoạn sử dụng lực lượng, như vậy giá trị danh vọng đại biểu cái gì? Cũng không phải hư danh chứ. Vương Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hệ thống ba ba trầm mặt ít nói không đến nhàm chán như vậy, bất quá cái này tạm thời không cần quan tâm, mấu chốt phục chế tới kỹ năng dùng như thế nào. Tâm niệm của hắn chợt lóe. Hai tay nóng lên, trong nháy mắt linh hoạt nhẹ nhàng vô cùng. Trải nghiệm nửa ngày, không khỏi cười khổ. Nói trắng ra là, cái gọi là nhanh tay chính là tay của kẻ trộm, chủ yếu thể hiện ở tốc độ trộm đồ, đương nhiên không trộm đồ làm việc khác cũng được, có chút còn hơn không. Lúc này tiếng bước chân hỗn độn truyền qua, khóe mắt Vương Lâm Dư Quang phát hiện, hai lao tốt áp giải một hung hán cao lớn mặt đầy râu quai nón đi tới. Phố Mẫu Đơn Đây là con phố buôn bán phồn hoa nhất huyện Thanh Hà, huyện Nha ngay trên con đường này. Trên con đường này, nổi danh nhất không phải là những lão bản kinh doanh tử lâu trà quán hoặc tiệm cầm đồ ngân hào, cũng không phải là cô nương nổi tiếng duy nhất trong thành câu lan can kia, mà là võ đại bán bánh nướng, người tặng chọc cười. Tạm thống đinh, võ cây ngũ cốc. Quán bánh nướng của hắn, cơ hồ chính là tiêu chí của huyện Thanh Hà, không nên quá bắt mắt. Hôm nay việc làm ăn của võ đại đặc biệt tốt. Còn chưa tới giữa trưa, hơn 100 cái bánh nướng nóng đã bị cướp sạch. Người thì hèn mọn một chút, nhưng bánh nướng thật ngon. Ngoài mềm trong mềm, thơm ngon ngon miệng. Thực tế bán cũng không rẻ, một cái bánh nướng ba đồng. Lấy hắn mỗi ngày ít nhất bán một trăm cái đến tính, võ đại thu nhập tương đối khá, dù sau năm nay huyện nha những kia bộ khoái tạp dịch, mỗi ngày cũng bất quá hai ba trăm văn công tiền. Cho nên Phan Kim Liên rất nhanh liền tìm được võ đại gánh vác trọng trách vừa mới chuẩn bị vào nhà nàng thật sự không nghĩ tới trên đời này lại còn có bực này thấp bé xấu xa nhân vật, cái đầu mới đến chính mình bên hông. Tiểu nương thật lâu do dự một trận, lại thấy trái phải không người, mới chịu đựng tâm lý khó chịu, tiến lên ngăn cản võ đại đường đi. Tiểu nương tử, ngươi đây là... Vũ đại ca, nô gọi Phan Kim Liên, cầu ngươi cứu Lâm Lan đi. Phan Kim Liên theo bản năng kéo xa phía dưới, lộ ra khuôn mặt kiều mị tuyệt luân, làm bộ muốn quỳ xuống. Võ Đại hoảng sợ, muốn đỡ lại không dám, chỉ phải xoa xoa tay né tránh đi qua. Tiểu nương tử, ngươi đây là làm gì? Phan Kim Liên kiều kiều thẹn ngẹn ngào ngẹn ngào nghẹn ngào rất nhanh liền đem ý đồ đến nói rõ, thần thái mị đến cực hạn, nhưng nàng tuyệt không có nửa điểm ý tứ muốn câu dẫn Võ Đại, đây cơ hồ là bản năng của nàng. Nói xong, lại đem huyết thư cùng năm lượng bạc của Vương Lâm nhét vào trong tay Võ Đại võ đại chân tay lúng cuốn sửng sốt hơn nửa ngày mới quanh co nói. Tiểu nương tử, chuyện của Lâm Ca Nhi, ta cũng nghe nói một ít. Ta biết Lâm Ca Nhi biết văn tắc chữ, cũng không phải kẻ bắt cóc trộm tài vật người khác, chỉ là ta còn muốn bán bánh nướng. Thấy võ đại dường như có ý từ chối, Phan Kim Liên trong mắt chứa lệ, cũng không do dự, quyết đoán lại từ trong ngực lấy ra năm lượng bạc còn lại đưa qua. Võ đại ca, năm lượng kia làm lộ phí của ngươi, năm lượng này coi như bổ sung tổn thất của ngươi, cầu ngươi phát từ bi, cứu lâm lan đi. Võ đại do do dự dự, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn mặc dù xấu xí, tâm cực thiện lương, quan hệ rất tốt hàng xóm vương lâm xảy ra chuyện cầu khẩn đến trên đầu hắn. Hơn nữa trước mắt này xuất thủy phù dung tuấn tú tiểu nương khóc thành lệ nhân nhi, như thế chọc người yêu thương, hắn thực khó có thể cự tuyệt. Nhớ tới bất quá là đi vận thành huyện một chuyến đưa thư, lui tới nhiều lắm là một hai ngày ít bán mấy trăm cái bánh nướng cũng không đói chết liền cắn răng đáp ứng rồi lại kiên quyết đẩy mười lượng bạc kia trở về tiểu nương tử lâm ca nhi hãm sâu lao một trận dùng tiền bạc này ta không thể lấy nàng yên tâm sáng sớm ngày mai ta liền khởi hành đi vận thành huyện nhất định giúp lâm ca nhi đưa thư đến là được nô cùng lâm lan cả đời này cũng sẽ không quên đại ân đại đức của vũ đại ca phan kim liên mừng rỡ lúc này là thật tâm thật ý bái xuống eo nhỏ phù liễu mông như trăng tròn trăm gỗ trên đầu nàng cua quơ suýt nửa đâm trúng tráng võ đại phan kim liên thiên ân vạn tạ từ biệt võ đại lang cũng không dám dừng lại vội vã trở về trương phủ nhà giàu này cuốn bạc triệu gạo nát thành kho vàng là vàng trắng là bạc có thể nói là người giàu nhất huyện dưới gối lại không có con cái gia tài to như vậy không người thừa kế tuổi xế chiều lão hủ, hết lần này tới lần khác sắc tâm không chết, nếu không phải phu nhân dư thị thiện đố kỵ, tiểu thiếp mỹ mạo kia còn không biết phải nạp bao nhiêu. Nhưng dù sao một cây lê hoa áp hải đường, hắn sợ cũng không sống được mấy ngày. Phan Kim Liên 12-13 tuổi bị bán vào trương gia, mắt thấy nàng ngày càng thước tha, lão già ngứa ngáy khó nhìn. Đáng tiếc dư thị nhìn quá chặt, hắn vẫn không bắt được cơ hội, ngược lại tiện nghi cho thư sinh nghèo kiết xác vương lâm nhớ tới chuyện này, Trương Đại Hộ này hối hận kia hận, hận không thể ăn thịt Vương Lâm. Giờ phút này hắn nằm ở trên giường mềm trước cửa phòng khách loay hoay một bụng đầy hoa tâm, nhìn Phan Kim Liên bước nhanh buông xuống hàng đầu tiến vào nội trạch, tà tâm lại nổi lên. Hắn đột nhiên ngồi dậy, hô một tiếng. Kim Liên, lại đây. Phan Kim Liên ngẩng đầu thấy lão già này, trong lòng chán ghét sợ hãi, nhưng không thể không dừng bước. Trương Đại Hộ sắc mặt hiếp hiếp thông thả bước tới, buông tay ra. Bên trong có một chuỗi dây chuyền trân châu tươi sáng, còn có ba năm hạt đậu vàng sáng loáng. Nói. Kim Liên, ngươi phải theo lão phu, những thứ này đều là của ngươi. Phan Kim Liên lắc đầu. Lão gia, nô tỳ cũng không có phúc phận này. Lại nói cho phu nhân biết, sẽ đánh chết nô tỳ. Không cần quản lão bà nương kia, ở trong phủ này, vẫn là lão phu định đoạt. Trương Đại Hộ cười gượng hai tiếng, tiến lên muốn ông. Phan Kim Liên lập tức lui hai ba bước, lão gia, phu nhân còn đang chờ nô tỳ trả lời. Trương Đại Hộ bổ nhào vào không trung, xấu hổ tức giận uy hiếp nói. Ngươi tiện tỳ này, nếu còn như vậy đẩy ba chặn bốn, lão phu liền đem ngươi gả cho trong huyện cái kia ba tất đinh, vỏ cây cốc, cho ngươi cả đời đều trở mình không được. Phan Kim Liên biến sắc, nhớ tới lời Vương Lâm nói, nàng mím chặt môi, cũng không lên tiếng, xoay người rời đi chỉ cần ở bên cạnh dư thị, nàng cũng rất an toàn. Cầu sưu tầm, truy đọc. Mỗi ngày hai canh. Hết chương này. Chương 4 Tuyệt sử phùng sinh đấu tử tù. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Tuyệt sử phùng sinh đấu tử tù chạng vạn tối, ánh sáng trong đại lao càng thêm ảm đạm. Người trong tù đánh nhau không cần quá thường thấy, cho nên chuyện Vương Lâm cùng Bạch Nhị đánh nhau lao tốt căn bản là lười quản. Chỉ là đưa vào một cái khác mang gông xiền khôi ngô hung hán, tại trước khi tiến vào cửa lao, lao tốt một trong cương nhiên đem gông xiền của hắn mở ra. Lao tốt lớn tuổi kia dùng ánh mắt cực kỳ mịt mờ quét Vương Lâm một cái, chết lặng như nhìn một cổ thi thể. Vương Lâm thuyên ngồi ở góc tây nam phòng giam, hai tay nắm chặt. Tôn hổ. Sinh mệnh 6, trí lực 2, vũ lực 6, danh vọng một, kỹ năng. Đồ tể hắn nhíu nhíu mày, người này là đồ tể, vũ lực giá trị gấp ba lần mình, trên người tràn ngập rất nồng huyết khí cùng sát khí. Lao tốt thế nhưng đem một trọng hình phạm thậm chí là tử hình phạm nhốt vào bình thường phòng giam, rõ ràng sát vách còn trống vài gian. Vương Lâm trong lòng cảnh giác lập tức nhắc tới cực hạn. Bất quá tôn hổ từ lúc tiến vào phòng giam về sau, cũng không để ý tới Vương Lâm cùng Bạch Nhị, thẳng nằm ở trên cỏ khô ngựa bốn phía, vù vù ngủ say. Vương Lâm nghiêm nghị không nói. Bạch Nhị sớm tỉnh lại, trốn trong góc thù hận trừng mắt nhìn Vương Lâm, lại không dám đi lên trả thù, đương nhiên chủ yếu vẫn là sợ hãi hung hán tiến vào phía sau. Vương Lâm trực tiếp không nhìn Bạch Nhị, xương đùi gà trong tay nhanh chóng mài trên tường đá sau lưng. Đêm dần khuya, trong phòng giam gần như tối đen, tiếng ngáy dày đặc của tôn hổ đột nhiên lắng xuống, đột nhiên thấy hắn xoay người ngồi dậy, bạch nhị sợ tới mức con người lại, suýt nữa hô lên một tiếng, vương lâm thì nắm chặt cái xương gà sắt bén kia. Tôn hổ nhìn về phía vương lâm. Ánh mắt xanh sao như sói, lại như hai đóa quỷ hỏa lóe ra, hung tàn không hề che giấu. Tôn hổ nhảy vọt tới, bàn tay to như quạt hương bộ bắt lấy quần áo trước ngực vương lâm, hắt một tiếng liền dễ dàng nhất hắn lên, cả người đều dán sát vào vách tường. Sắc mặt vương lâm đột biến. Người này lực lượng cực lớn, vượt quá dự đoán của hắn, giống như bóp gà mái khống chế được hắn, hắn căn bản không hề có sức phản kháng. Đến thời khắc sinh tử nguy cấp, hắn kỳ thật ngược lại tỉnh táo lại. Dù sau đời trước làm cảnh sát hình sự vào sinh ra tử, suốt ngày cùng muôn hình muôn vẻ phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng, sớm đem tâm trí của hắn rèn luyện đến rất cứng rắn. Sợ hãi, hoảng loạn, chỉ có thể chết thảm hơn. Hắn dứt khoát buông tha dãy dụ vô vị hơi điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực làm cho thân thể mình thả lỏng hơn một chút, thản nhiên nói. Ta và ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn giết ta? Tôn hổ lạnh lùng biểu môi. Tiểu nghèo kiết xác, dứt khoát cho ngươi chết cái rõ ràng, lão tử chính là thu trương đại hộ gia bạc, chuyên môn tới muốn ngươi cái này tiện mệnh. Trong mắt vương lâm lóe lên một tia lạnh lùng. Quả nhiên xã hội cổ đại này so với hắn tưởng tượng càng tối tăm không có ánh mặt trời, cẩu đại hộ cũng so với hắn phỏng đoán càng ác độc, biết rõ đi con đường bình thường rất khó định tội hắn, liền dứt khoát đã thông máu chốt, thế nhưng mua hung sát nhân. Xem ra ngươi là tử tù, cho nên không quan tâm đến cái mạng này của ta. Tay phải vương lâm chậm rãi di chuyển lên trên. Ha ha, lão tử trước sau đều giết ba người, thu hậu liền muốn vấn trảm, lại giết ngươi này nghèo kiết xác còn có thể cho ta lão nương lưu lại chút tiền mạng sống. Kỳ thật ngươi chết, mẹ ngươi trong tay có tiền cũng sống không nổi thậm chí sẽ làm cho nàng chết nhanh hơn ngươi đáng chết dám nguyền rủa mẹ ta tôn hổ không tiếng động nhe răng cười tay kia mạnh mẽ hướng lên trên kẹp chặt cổ họng vương lâm dùng sức siết chặt gân xanh trên mặt vương lâm nổi lên gần như hít thở không thông trong phút chốc tay phải nắm chặt xương gà của hắn nhanh như chớp nâng lên đâm ra đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tốc độ nhanh tay không phải dùng để trộm đồ mà là không chút do dự đâm vào mắt trái tôn hổ. Dường như tốc độ quá nhanh, cho nên phản ứng ban đầu của tôn hổ chỉ là ngẩn ra, sau đó mới ngửa mặt phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, tay kẹp cổ họng vương lâm tự nhiên buông lỏng. Tay tôn hổ che mắt trái bị đâm mù, máu đỏ sẫm từ kẻ ngón tay hắn chảy ra, hắn căn bản chưa kịp tiếp tục làm ra bất kỳ động tác ứng biến hoặc phản kích nào, cốt đao bén nhọn trong tay vương lâm lại nghĩa vô phản cố hung hăng đâm vào con mắt khác của hắn. Xoa. Tự như đâm vào một đám bùn sền sệt, vương lâm quyết đoán rút ra một nửa cốt đao dính máu, mặc cho nửa kia kẹp trong hốc mắt chảy máu của tôn hổ, nhanh chóng thối lui đến lan can gỗ ngoài cùng phòng giam. Tiếng gào thét thảm thiết như giả thú của tôn hổ chấn động cả đại lao. Trong góc tối, con chuột khô quắc chạy tứ tán, hai mắt tôn hổ bị đâm mù máu chảy đầy mặt lại từ trong râu cầu chảy xuống, tóc dài xõa tung giống như ác quỷ, vung hai tay điên cuồng va chạm trong phòng giam. Vương Lâm bình tĩnh tránh trái tránh phải, nửa đoạn cốt đao trong tay vẫn nắm chặt. Ba Kê Di sợ hãi. Hắn cũng chỉ có thể chật vật đem thân thể gián sát ở trên vách tường, mang theo khóc nức nở hô to. Mau tới người, giết người. Hành lang truyền đến tiếng mắng và tiếng chạy. Vương Lâm lặng lẽ ném cốt đao xuống đất, dùng chân dùng sức giẫm vài cái, giẫm thành mảnh nhỏ, đẩy cỏ khô qua phủ lại. Giá trị vũ lực của hắn giờ phút này đã tăng lên tới 4,5, từ trên người tôn hổ thuận lợi phục chế đến kỹ năng đồ đao, cảm giác khí huyết cả người cuồn cuồn, tràn ngập lực lượng. Đánh ngất bạch nhị lấy được vũ lực giá trị chỉ có đáng thương 0.3, lúc này lại chừng 2.2. Vương Lâm ẩn có hiểu ra, vũ lực giá trị bao nhiêu ít định cùng hấp thu đối tượng vũ lực giá trị cao thấp có quan hệ, phỏng chừng cũng có ngẫu nhiên nhân tố bên trong. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn trước mắt vũ lực giá trị đã vượt qua bạch nhị loại này du côn, tới gần tôn hổ loại này hung hãn tặc có bước đầu tự bảo vệ năng lực. Tôn hổ đau tươi ngất đi, mất máu quá nhiều, thở hỗn hỉnh. Vương Lâm thấy chỉ có hai tên lao tốt cầm đuốc tới, khóe miệng khẽ nhếch. Lao tốt chừng 30 tuổi nhìn thấy thảm trạng của tôn hổ quá sợ hãi, cuối người đi thăm dò khí tức thấy còn chưa chết, ngược lại thầm thở vào nhẹ nhõm. Con ngươi đục ngầu của lão ngục tốt lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng nhìn vương lâm một cái. Lao tốt đứng dậy chửi ầm lên với vương lâm. Ngươi nghèo kiết xác, ăn gan gấu gan báo rồi, dám hành hung trong đại lao. Vương lâm lạnh nhạt nói. Lao đầu đại ca, chớ vu khống người tốt, với một thư sinh tay trói gà không chặt như ta, làm sao có thể đấu với tử tù hung tàn như hắn? Tử tù này vừa rồi đột nhiên nổi điên, thiếu chút nữa bóp chết ta, sau đó hắn không biết tại sao, giống như chúng ta, gãi loạn cao loạn khắp nơi, liền làm mù mắt mình, trong lao tối âm âm, ta cũng không biết tại sao. Hắn có thể làm chứng. Vương Lâm cười nhạt chỉ chỉ Bạch Nhị. Sắc mặt Bạch Nhị rất khó coi. Ánh mắt hắn né tránh, khóe miệng co rút thấp giọng nói. Đúng vậy, hình như hắn trúng tà, thiếu chút nữa giết chết hai chúng ta. Hai tên lao tốt đương nhiên không tin. Bất quá trốn ở một bên nói thầm tính toán nửa ngày, một hồi đi vào liền đem tôn hổ kéo đi, nhốt vào một gian phòng giam khác. Đối với Vương Lâm, lại không để ý tới. Loại lý do tùy tiện, hơi hợt này, lại có thể qua loa tắc trách. Bạch nhị không thể tin vào mắt mình, lao tốt lòng dạ hiểm độc từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy. Bạch nhị len lén liếc vương lâm một cái, thấy thiếu niên dựa lưng vào vách tường giống như an an ổn ổn ngủ say, trong mắt hiện lên sợ hãi thật sâu. Lại cảm thấy may mắn. Khi mặt trời đỏ bốc lên, nhiệt độ tăng lên và mùi trong phòng giam thậm chí còn hôi hơn. Vương lâm duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy. Bạch nhị cuộn tròn thân thể, tránh ở trong góc, đầu cũng không dám ngẩng lên tử tù tôn hổ bây giờ sống hay chết, vương lâm lười suy nghĩ, ít nhất có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày, nếu lao tốt kịp thời cầm máu cho hắn, chống đỡ đến thu hậu vấn trảm vấn đề không lớn. Hắn đoán chắc lao tốt sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa nhỏ. Đem tử tù cùng nghi phạm bình thường giam giữ một chỗ, vốn là vi phạm khuôn phép không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mờ ám bày ở trên mặt bàn. Việc này nếu là nháo lớn, đầu tiên xui xẻo chính là này hai cầm hát tiền lao tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tôn hổ không thể lập tức tử vong. Nếu không họ chỉ có thể báo lên huyện. Cho nên vương lâm mới không hạ tử thủ chân chính với tôn hổ, lúc ấy hoàn toàn có cơ hội đâm thủng cổ họng tên tội phạm này, một kích trí mạng. Cái này bất luận cổ kim, chuyện xấu xa trong lao ngục đại đồng tiểu dị, hắn thấy nhiều rồi. Hết chương này. Chương 5 Vương Lâm tặng nhập đội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Vương Lâm đưa ném danh trạng một ngày khác. Ngoài cửa đông quản lý huyện Vận Thành có hai thôn phường, một thôn Đông Khê, một thôn Tây Khê, ở giữa cách một con suối lớn. Buổi chiều Nước suối róc trách, liễu xanh thành rừng. Một người đàn ông 40 tuổi vội vàng vượt qua cầu vòm đá xanh, từ thôn Tây Khê vào thôn Đông Khê. Góc đông nam trong trang có một tiểu viện vây quanh hàng rào gỗ, hai gian nhà tranh, một chiếc nho xanh mướt. Một cái sinh được mi thanh mục tú, mặt trâu bạc dài 29 tuổi nho sinh đang cầm quyển sách ở trong viện dạo bước, trưởng thành hán tử liền tiến lên gõ cửa, đi vào ông quyền thi lễ, kính cẩn nói: "Cầu gia lượng tiên sinh cứu ta cháu trai mệnh." Trương Bảo chính. Nho sinh hơi kinh ngạc, nói: "Cứu cháu trai ngươi?" lời này bắt đầu từ đâu? Đại hán tử chính là mẫu cửu trương thắng của thư sinh nghèo, hắn liên tục chấp tay, tương lai nói rõ một lần, lại đem huyết thư của Vương Lâm đưa qua. Nho sinh đương nhiên chính là học nghiên ngô dụng của thôn Tây Khê. Ngô dụng nhíu mày, hắn và bảo chính trương thắng của thôn Đông Khê chỉ quen biết bình thường, không hơn, người sau đột ngột đến nhà năng nỉ cứu cháu ngoại hắn, chẳng phải là là sao. Ngô dụng mặc dù nhận lấy chiếc áo lót trắng chồng lên, nhưng không mở ra xem, chỉ cười nhạt hỏi ngược lại. Trương Bảo Chính, tú tài nghèo kế tiếp, thanh liêm, nhà không có vật gì, vả lại tay trói gà không chặt, làm sao có thể đi huyện Thanh Hà cứu cháu trai ngươi đây? Trương Thắng than thở. Kỳ thật hắn cũng biết tới mạo muội cùng người ta không thân chẳng quen, lại không lui tới, loại chuyện giao tiếp sâu sắc này vốn là ép buộc người khác. Húng hồ ngô học cứu này vốn có tài học, nhưng không hơn một tiên sinh dạy học ở thôn Tây Khê, vì ti tiện ngôn khinh, nào có bản lĩnh đi huyện Thanh Hà cứu người. Chỉ là trên huyết thư của cháu trai viết rất khẩn thiết, cảm thấy tính mạng của hắn liên quan, niệm ở trên mặt vong tỷ kiên trì đi một lần mà thôi. Trương Thắng cười khổ, hướng ngô dụng thi lễ lần nữa, nói tiếng quấy rầy tiên sinh liền xoay người đi đến. Ngô dụng đợi Trương Thắng đi rồi, vẫn mở áo lót trắng ra. Trực tiếp xẹt qua lời cầu cứu phía trước, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo còn viết một bài lâm giang tiên, vết máu loang lổ, nhìn thấy hắn vuốt trâu không nói. Vạn quyển kinh thư từng đọc qua, bình sinh cơ xảo tâm linh. Lục thao tam lược truy lai tinh. Trong ngực tàn chiến tướng, trong bụng ẩn hùng binh. Mưu lực dám lớn gia các lượng, trần bình khởi địch tài năng. Hơi thi tiểu kế quỷ thần kinh. Tên ngô học cứu, nhân hào trí đa tinh. Chợt ngô dụng cười ha ha. Bài hát này rõ ràng vuốt mông ngựa hắn đương nhiên chưa nói tới từ ngữ hoa mỹ, nhưng công nhân chỉnh tề, quy củ cũ, mấu chốt là nói ra lời ngô dụng trong lòng muốn nói cũng không biết nói. Hắn mặc dù nhỏ bé trong thôn, lại tự cho mình rất cao, thường tự so với gia các khổng minh, chỉ có tại nhưng không gặp thời. Một tiểu thư sinh xa là gặp rủi ro ở huyện Thanh Hà, nhọc lòng đưa tới cho mình danh trạng như vậy, lấy danh nghĩa cầu cứu, tặng hắn một nhã hiệu trí đa tinh ngô dụng suy nghĩ nhiều lần cảm thấy có chút thích hợp trong lòng thật là hưởng thụ triều cái bảo chính thôn tây khê là phú hộ bản địa là người trượng nghĩa khinh tài nổi tiếng gần xa triều cái đang luyện võ trường rèn luyện gân cốt tập luyện côn bổng cuộc đời hắn chưa từng cưới vợ là tốt rồi luyện võ cùng kết giao bằng hữu thiên hạ nghe gia đình báo ngô học cứu đến rồi liền mừng rỡ cười chào đón giáo sư đến vừa lúc lại đang đợi phái người mời giáo sư qua trang uống rượu. Triều cái bám lấy cánh tay ngô dụng, hai người kề vai sát cánh đi về phía phòng khách, tình cảnh này thoạt nhìn ít nhiều có chút không thích hợp, nhưng ngô dụng lại bình thản, tiếng cười không ngừng. Gia đình rất nhanh liền mang lên trái cây, rau xanh cùng một đĩa thịt dê tương, lại mang tới hai bình rượu ngon. Triều cái tự mình rót rượu, sau đó dơ chén lên nói. Giáo sư, mời. Bảo chính, mời. Hai người liên tục làm ba chén, Triều Cái mới đặt chén xuống bất mãn nói: "Giáo sư đã lâu không đến trong trang gặp nhau, chẳng lẽ là Triều Cái có chỗ chậm trễ?" Ngô Dụng cười. "Bảo chính nói gì, ta và ngươi ái mộ kết giao, tuy hai mà một, ta mấy ngày này bất quá là ở nhà đọc sách, không rảnh rỗi mà thôi." "Tốt, đã như thế, ta và ngươi hôm nay nên thoải mái chè chén, không say không về." Ngô Dụng mỉm cười gật đầu, rồi lại chậm rãi nói: Bảo chính nơi này thiếu một thục sư sao?" Triều cái lắc đầu. "Ta nghe nói Bảo chính Trương Thắng ở thôn Đông Khê có cháu ngoại, ở huyện Thanh Hà dạy kèm cho đại hộ, có vài phần tài học, trước đó vài ngày vốn định giới thiệu đến trang. Chỉ hắn gã đến huyện Thanh Hà là không giả." Triều cái phất phất tay, "Nếu là giáo sư muốn giới thiệu, vậy để cho hắn tới chính là tiền bạc phương diện, tổng bạc không bạc đãi được hắn." Ngô Dũng lắc đầu thở dài nói, "Ai chậm rồi, bảo chính, gã sai vặt kia chẳng biết vì sao đắc tội chủ gia, bị đại hộ vu quan hãm hại, nói xấu trộm cấp tài vật, hiện tại đến đại lao đành đánh thành chiêu. Triều cái bình sinh không thể thấy được loại chuyện bất bình này, huống hồ vẫn là ngô dụng cố ý lấy lời nói đệm đi nửa ngày, hắn lúc này vỗ bàn đứng lên, cả giận nói. Người đọc sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, há lại là hạng người trộm cắp. Loại cẩu đại hộ này, vu hãm lương nhân như thế, thật nên giết nếu là ở vận thành, ta liền trực tiếp đánh tới cửa, xem tên kia còn dám hại người hay không. Nếu ở vận thành, triều cái là thật. Ngô Dụng thấy lửa đã đến, liền móc ra đầu danh trạng của Vương Lâm đến cho triều cái niệm tụng bài Lâm Giang tiên kia, triều cái nghe được cao giọng cười to. Giáo sư, đây là cháu ngoại trương thắng kia viết cho ngài. Tốt, rất tốt, quả nhiên tài học không cạn, mấu chốt vẫn là một diệu nhân nhã hiệu trí đa tinh này quả thực tuyệt vời không thể nói. Ngô Dụng sắc mặt ửng đỏ, hắn cũng không thể khoe khoang, nhất định phải mượn miệng triều cái đi truyền tụng nhã hiệu lần này. đương nhiên, cũng có vài phần khiến triều cái chú ý tâm tư vương lâm. Nếu hắn trực tiếp mở miệng đề cập tới cứu viện vương lâm, luôn có chút đường đột, làm nền lâu như vậy, nhất là lâm giang tiên đầu danh trạng này, mặc dù khen Ngô Dụng, nhưng cũng làm cho triều cái cảm thấy nội tâm thoải mái thầm nổi lên lòng tiếc tài. Ngô dụng tâm tư cơ xảo có thể thấy được rõ ràng. Triều cái uống một hơi cạn sạch, lại nói. Đêm qua ta mơ thấy thất tinh bắt đẩu, rơi thẳng xuống nóc nhà ta. Trên cán đấu có một ngôi sao nhỏ khác, hóa đạo bạch quan đi. Ta cân nhắc giấc mộng tinh chiếu không biết là các hay hung, đang muốn tìm giáo sư phân giải, không ngờ hôm nay nghe nói thư sinh này đặt nhã hiệu cho giáo sư, chẳng phải đang tương hợp với mộng cảnh sao cho nên cũng coi như có duyên không ngại cứu hắn một lần ngô dụng cười mà không nói đối với loại hào kiệt coi tiền tài như rác rưởi như triều cái mà nói đừng thấy hắn ở trong thôn kỳ thật cũng không ít giao tiếp với người trong quan trường huyện thanh hà cũng không tính là xa hắn ở bên kia thật đúng là có quen biết huyện nha đều đầu chu bình năm đó chu bình nghèo túng thân vô phân văn lưu lạc vận thành triều cái chẳng những khẳng khái giúp túi còn đem một hoàng hoa đại cô nương trên trang hứa cho hắn làm vợ, lại tặng một số tiền lớn làm của hồi môn. Mấy năm nay hai nhà qua lại không ngừng. Định ra cứu người, triều cái tính tình nóng nảy, không thích dây dưa dài dòng, lúc này gọi quản gia triều nhị phân phó. Triều nhị, ngươi đi thu ngân chi 500 lượng bạc, ra roi thúc ngựa tự mình đi huyện Thanh Hà một chuyến, tìm huyện nha đầu Chu Bình, nói ta có một cháu ngoại tên là Vương Lâm bị vu oan vào tù, xin hắn cần phải nghĩ biện pháp cứu viện ra nếu như còn cần dùng tiền sử dụng bạc ta một mực chi ứng là được triều nhị ông quyền lĩnh mệnh mà đi ngô dụng bưng bác khen bảo chính trượng nghĩa sơ tài nghĩa khí đương đầu thật là hảo hán nhất đẳng thiên hạ triều cái hào sản cười to giờ bác lên cùng ngô dụng đụng chạm giáo sư tiền tài chính là vật ngoại thân sống không mang đến chết không mang đi sao đủ đạo tai hai người cười to, ngày đó tận hoang mà tan. Hết chương này. Chương 6 Tự xông vào nhà dân giết vô tội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Xâm nhập nhà dân giết vô tội đối với Chu Bình đầu huyện Thanh Hà mà nói, triều cái ân động tái tạo với hắn, người triều đại quan nhân muốn cứu sẽ tận tâm tận lực. Chu Bình ở huyện Thanh Hà cũng coi như nhân vật số một nếu không phải Vương Lâm nhúng tay an bài tiền cốc sư gia Hồ Trân, hắn hơi chuẩn bị trên dưới là có thể lật lại bản án cho Vương Lâm, căn bản không cần dùng quá nhiều bạc. Nhưng chính bởi vì liên quan đến Hồ Trân, chu Bình không dám chậm trễ, suy đi nghĩ lại để ổn thỏa, liền tìm tới phụ thân chân nhị của tiểu thiếp chân thị tống tri huyện. Phải biết rằng 500 lượng bạc trắng bóng hiện tại chính là khoản tiền lớn, cái gọi là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, cũng sẽ khiến chân thị ở trên giường dùng hết tất cả vốn liếng, cũng chính là chỉ trong một đêm, dưới sự hỏi han của tri huyện lão gia, buổi sáng ngày hôm sau Vương Lâm đã được sửa chữa tiêu thụ, phóng thích ra tù. Hồ Trân bất lực, cũng lười quản. Dù sao tiền nên lấy đã lấy, chuyện nên làm cũng đã làm, Trương Đại Hộ có thể làm gì được hắn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên buổi sáng, khi Phan Kim Liên lại thừa dịp mua sắm trên phố cho Dư Thị lén lút mò đến Đại Lao thăm tù, nghe nói Lâm Lan đã vô tội phóng thích, vui mừng khóc không thành tiếng. Lâm Lan quả nhiên không có dỗ nô. Nhà Vương Lâm ở một con phố phía sau phố Mẫu Đơn. Tứ hợp viện độc môn độc hộ, ba gian nhà ngói màu xanh, một gian nhà mái bằng cỏ tranh, một cái giếng nhỏ ước chừng hơn 10 mét vuông, cửa sông ra đường, kiến trúc cư dân rất bình thường của huyện Thanh Hà. Cách vách là võ đại bán bánh nướng. Vương Lâm dựa vào trí nhớ của thư sinh nghèo mà trở về nhà. Vào cửa chuyện thứ nhất chính là ở một góc phòng khách đẩy ra hũ nước, xốc lên mấy khối gạch xanh trên mặt đất, từ bên trong lục lọi ra một bao bạc. Đây mới là tiền thân cha mẹ để lại cho vợ của hắn vốn, vương gia toàn bộ gia sản, đại khái có 150 lượng bộ dáng. Về phần bạc hắn nói với Phan Kim Liên giấu ở trong hốc tường, đó thật sự là thư sinh nghèo ăn mặc tiết kiệm để giành được. Cái này cùng tin hay không tin Phan Kim Liên không quan hệ trống rỗng xuyên qua đến một cái xa là thế giới cổ đại, hắn há có thể không cho mình lưu điểm đường lui. Trong tay có tiền, tâm sẽ không hoảng hốt. Làm tiên tri tiên giác xuyên việt giả, hắn đương nhiên có rất nhiều kiếm tiền chủ ý, chỉ là biến hiện cần thời gian, đầu tiên muốn gặp phải chính là sinh tồn vấn đề, hắn cũng không thể ra ngục giam cửa, liền biến thành ven đường ăn xin ăn mày ăn mày. Không bao lâu, nghe được cửa viện két một tiếng mở ra, nghe có người đi vào quả nhiên là phan kim liên tiểu nương quyến rũ vẫn như cũ trên váy dưới váy kéo búi tóc đen nhánh trên khuôn mặt xinh đẹp còn lộ ra nước mắt vui sướng thân thể có lồi có lõm ở trong ánh mặt trời rực rỡ chiếu ra một đạo bóng dáng uyển chuyển vương lâm mới vừa đi ra tiểu nương liền nghẹn ngào mang theo một trận hương phong nhào vào lòng hắn anh hơi hít một hơi ông chặt cô mặc cho cô nằm trong lòng mình nhỏ giọng phát tiết lo lắng bất an của ngày xưa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng mềm mại của cô tiếng khóc của tiểu nương không biết từ lúc nào đã không còn, chậm rãi xấu hổ đến khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, một đôi mắt hành ngập nước tự như nhắm mà không nhắm, lông mi thật dài chớp chớp, nằm ở trong lòng vương lâm cũng không dám ngẩng đầu nữa, ý thức được hai tay kia của lâm lan an ủi liền vuốt ve đến chỗ cực tư mật, nàng cảm thấy cả người hòa tan thành nước. Vương lâm đương nhiên không phải sơ ca, chỉ là kiếp trước hắn trải qua tất cả nữ nhân cộng lại, cũng không thể so sánh với tiểu nương mị cốt thiên thành trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương ông đầy cõi lòng, hắn cảm thấy rung động đến từ sâu trong linh hồn. Lại nghĩ tới lời của Thang Hiển Tổ. Tình không biết bắt đầu từ đâu, càng lúc càng sâu. Thật sự rất có đạo lý, Thang Tiên Sinh tuyệt đối là lão tài xế. Hai người ôm nhau ôn tồn trận, Phan Kim Liên nhìn mặt trời không còn sớm, lo lắng dư thị sốt ruột, liền muốn rời đi. Vương Lâm vốn không muốn thả nàng đi, nhưng nghĩ lại tiểu nương lo lắng cũng đúng, tống triều lễ giáo sâm nghiêm cô nam quả nữ ở chung danh bất chính ngôn bất thuận hơn nữa tiểu nương bây giờ còn là tỳ nữ nhà người khác nếu giờ phút này bỏ trốn ở nhà hoặc bỏ trốn xa đều là trọng tội tạ ơn võ đại trợ giúp cùng vận thành huyện kia hai vị cứu viện ân sự có thể tạm hoãn trước hết phải nghĩ biện pháp giúp tiểu nương thoát thân hắn đang nghĩ cửa viện đã bị gõ đến trung trời vang đồ hỗn trướng mở cửa mở cửa Phan Kim Liên nghe ra là thanh âm cẩu lượng của hộ viện Trương Đại Hộ, tên này là đồ chơi cắn người lung tung như chó điên, nàng hoảng hốt, tư đến vương gia hội tình lan, nếu bị chủ nhà bắt được, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nàng kéo vạt áo Vương Lâm, khuôn mặt trắng bệch. Vương Lâm cũng không hoảng loạn, hắn chỉ chỉ phía sau sài phòng trong viện, thấp giọng nói. Kim Liên, phía sau sài phòng có cửa sau thông tới ngõ sau, ngươi mau đi từ cửa sau, nhớ kỹ lời ta nói về trương gia hết thảy cẩn thận, cho ta vài ngày, nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Nô biết rồi. Phan Kim Liên vội vàng tự đi. Cửa bị mấy gia đình trương gia đạp cho bang bang lay động, mắt thấy sắp phá cửa mà vào. Cẩu vật thật kiêu ngạo, Vương Lâm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là tên thư sinh nghèo kia có thể mặc cho người ta bóp, hắn đi thẳng vào phòng bếp sờ soạn dao phay đi ra. Ngoài cửa, hộ viện cẩu lượng của trương đại hộ nhảy lên đạp mạnh cửa vương gia, hai gia nô khác phía sau là Trương Ngưu, Trương Bảo gào khóc ầm ĩ, kinh động hàng xóm xung quanh nhau nhau đến vây xem. Cẩu Lượng lại đạp một cước, cửa lại đột nhiên mở ra, không khỏi đạp hụt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, lại bị Vương Lâm duỗi chân vấp ngã, liền ngã chó gặm buồn. Cẩu Lượng còn chưa kịp mắng ra tiếng, trên vai trên lưng đã bị Vương Lâm một đao, tiếp theo lại là một đao, chính là đơn giản thô bạo như thế. Vết thương năm ngón tay rộng chừng một tấc máu tuôn ra, bắn tung tóe khắp người vương lâm. Cẩu lượng đau đến nhe răng trợn mắt, gào khóc thảm thiết, vừa muốn đứng dậy liều mạng với vương lâm, lại bị vương lâm hung hăng chém vào gáy, chợt hai chân đạp một cái, ngất đi. Trương Ngưu, Trương Bảo vốn khí thế hung hãn, đột nhiên thấy cẩu lượng có thể đánh nhất trong ba người bị chém ngã xuống đất, mà thư sinh nghèo vương lâm vốn nên yếu đuối kia người đầy vết máu, trong tay cầm một con dao phay sắc bén sáng loáng như hung thần ác sát, trên dao phay vẫn tích tắc máu nhất thời sợ tới mức hồn không nhập thể. Hai người cao giọng la hét giết người, lại xa xa tránh ở trên đường, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Không bao lâu thấy Vương Lâm kéo cẩu lượng huyết hồ hồ ngất đi ra cửa, trên mặt đất kéo ra một đạo vết máu, hắn đem cẩu lượng tùy ý ném ở trên đường, lại đem trong tay nhỏ máu dao phay cắm ở bên hông, hướng vây xem bốn bên ông quyền lớn tiếng nói. Theo đại tống hình luật, vô cớ cường sông nhà dân, không gian cũng trộm, có thể giết vô tội. Vương Lâm cả người đầy máu, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Quần chúng ăn dưa trận mắt há hốc mồm, nói như vậy cũng không sai, nhưng tú tài yếu đuối của vương gia từ khi nào trở nên tàn nhẫn như vậy, vung đao chém người. Mọi người theo bản năng rụt người về phía sau. Trương Ngưu Trương bảo mặt xanh mét thảm đạm, hai người trốn ở xa xa ngoài mạnh trong yếu la hét. Vương Lâm, ngươi dám giấu riêng ta tớ gái, lại chém bị thương nhà ta hộ viện, phải chịu tội gì? nói hưu nói vượng, có chứng cớ thì đi huyện nhà tố cáo ta. Vương Lâm cười lạnh, vùng dao phay trở tay dùng sức chém vào cạnh cửa gỗ nhà mình, dao phay ông ông vang lên. Trương gia cẩu nô tài, các ngươi nghe cho kỹ, còn dám đến nhà quấy rầy, xông vào nhà dân, ta liền thấy một cái chém một cái. Vương Lâm vỗ vỗ tay, lại hướng hàng xóm vây xem ông quyền nói quấy rầy chư vị hàng xóm, ngày khác lại mời mọi người uống rượu bồi tội, liền ngang nhiên trở về nhà đóng chặt cửa hắn đương nhiên không có chém chết cẩu lượng, mục đích lập uy mà thôi, chỉ là tùy tiện chém hai đao, không kịp chỗ yếu hại, không chết được. Hơn nữa hình luật đại tống quy định rất rõ ràng, hắn hoàn toàn phòng vệ hợp pháp. Làm cảnh sát hình sự hành sự quả quyết, biết rõ đối với những ác nô vẽ đường cho hưu chạy của trương gia chỉ có thể giết gà dọa khỉ, nếu không phiền toái ngày sau cùng cùng không ngừng. Huống chi chó nhà giàu đều mua giết hắn, sinh tử đại thù, sớm muộn gì cũng phải báo tay còn có thể mềm sao? Lại quả nhiên như hắn sở liệu, cẩu lượng vũ lực giá trị cùng bạch nhị đồng dạng, nhưng hắn lần này đoạt được vũ lực giá trị cộng thành lại là 0.5, so với lần trước bạch nhị cái kia nhiều 0.2, đủ nói rõ là độ thương tổn tương đối cao nguyên nhân. Foxer tăng lên 5, HP tăng từ 0.1 đến 2.2 và Prestige tăng lên 3. Nếu dựa theo loại logic này suy diễn, giá trị vũ lực giết người tăng lên há không phải càng cao hơn sao? Vương Lâm há miệng co rút. Phạm là kẻ tội ác tay trời, đến lúc nên giết hắn tự nhiên không biết từ từ nương tay, nhưng vì đề cao giá trị vũ lực mà đại khai sát giới, tuyệt đối không có khả năng. Hết chương này. Chương 7 Ghen phụ dư thị bên trên cảnh cương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Ghen tị với vợ tiểu nương vội và trở về trương gia, vừa vào cửa đã bị trương đại hộ cuốn lấy, trong lòng tiểu nương quả thực phiền khí, lão già này suốt ngày không làm gì khác, chuyên môn nhìn chầm chầm mình sao. Thực tế biết được vương lâm được thả ra, lại nghe nói còn đi qua quan hệ tri huyện lão gia bên kia, cậu đại hộ hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không có một chút biện pháp. Bắt được sắc tâm của Phan Kim Liên, hiển nhiên bởi vậy mà càng nóng nảy. Tiện tiền ngươi, lại đi tư hội. Xem lão phu không đánh gãy chân ngươi. Tiểu nương giải thích nô xuất môn là mua son phấn cho phu nhân. Đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi tiện tiền này trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi ở trước mặt lão phu giả bộ trinh tiết liệt phụ gì. Tiểu nương. Nô thà chết không theo. Tốt lắm, lão phu liền đem ngươi gả cho cái kia ba tất đinh cốc vỏ cây. Lão phu thà rằng trả lại đồ cưới, cũng tuyệt không thể tiện nghi cái kia họ vương tiểu súc sinh. Cậu đại hộ nghiến răng nghiến lợi dậm chân, hung tợn đến gần, xuống tay ôm lấy tiểu nương biến sắc, lùi lại hai bước tránh qua, rồi lại bị lão già thuần thế kéo cánh tay, nắm chặt không buông. Đừng nhìn lão già này tuổi già, sắc tâm khai đạo thật đúng là có vài phần khí lực. Cậu đại hồ nhe răng cười mãnh liệt lôi tiểu nương đi vào trong đại sảnh, nàng liều mạng dãy dùa, cao giọng kêu to, lúc này nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng răng rắc giòn tan, trên hành lang gấp khúc tinh xảo có một phụ nhân vấy gấm trên dưới 50 tuổi đứng ở đó, phẫn nộ đem một chuỗi trân châu trong tay ném xuống đất hạt châu mượt mà lưu quan nhất thời nhảy tung chung quanh. Dư thị mặt mũi hiền lành, khuôn mặt đoan trang. Nhưng chỉ có những nha đầu bên cạnh nàng mới biết được nữ chủ nhân trương gia rốt cuộc là hạng người như thế nào, lòng dạ hẹp hòi, tâm địa ác độc, miệng mật bụng kiếm, điển hình đố phụ. Ngẫm lại cũng đúng, nếu nàng là người tâm địa từ thiện, lại há có thể áp chế được cẩu đại hộ hoa lý hồ tiêu này cả đời. Kim Liên, tâm tư quỷ quái của lão gia nhà ta đối với ngươi, lão thân trong lòng biết rõ dư thị khẽ mỉm cười lão thân quả thực buồn bực vô cùng quý phủ này mỹ mạo như hoa nha đầu cũng không ít lão hóa này vì sao hết lần này tới lần khác liền mê ngươi nô tì không biết lão thân cũng thật là kỳ quái ngươi nếu đáp ứng gả cho lão gia làm thiết tương lai vinh hoa phú quý tự không cần phải nói nếu còn có thể sinh hạ một năm nửa nữ nử, nói không chừng gia nghiệp lớn như vậy của trương gia đều rơi vào tay ngươi ngươi vì sao lại liều chết không theo đây phu nhân đối với kim liên ân nặng như núi nô tỳ tuyệt đối sẽ không làm chuyện heo chó vong ân phụ nghĩa này dư thị cười khẽ một tiếng ngươi có tâm tư như vậy ngược lại lão thân không uổng công thương ngươi bất quá ngươi nói cũng dễ nghe ngươi nhất định là vì tên sai vặt vương gia kia mới không chịu lão thân nhìn thật phan kim liên cúi đầu xuống biết giải thích cũng vô dụng nếu ngươi thật sự thích vương lâm lão thân thành toàn cho ngươi cũng không hẳn không thể dư thị nói phan kim liên nghe xong vui vẻ nhưng chợt nhớ tới lão phụ nhân này là hạng người gì nàng há có thể có thiện tâm như vậy liền nhanh chóng che giấu cảm xúc vui mừng thầm nói nô tiền nguyện ý cả đời hầu hạ phu nhân không lấy chồng thật sao dư thị tự tiếu phi tiếu dư thị trong lòng nói cái này hồ mỹ tử xem ra không thể lại lưu tại bên người Nàng một ngày ở, lão già kia sẽ một ngày chưa từ bỏ ý định. Nhưng cũng không thể không công tiện nghi vương gia tiểu nghèo kiết xác kia, cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, còn không bằng đem nàng gả cho cháu gái nhà mẹ để dư chiêu làm con. Tương lai sản nghiệp của Trương gia này, chung quy vẫn phải giao cho dư chiêu, chỉ có cháu gái nhà mẹ để mới có thể dưỡng già chăm sóc cho mình. Dư thị trong lòng nghĩ như thế, nhưng cũng không nói toạc ra, lại cười nói: Ta hai ngày nay ở trong phủ quả thực ngột ngạt, muốn về nhà mẹ để nghỉ ngơi vài ngày. Kim Liên, ngươi phân phó xuống chuẩn bị kiệu, buổi trưa chúng ta ăn cơm xong liền khởi hành đi. Phan Kim Liên ừ một tiếng, vội đi sắp xếp. Nhìn bóng lưng mềm mại của nàng, nụ cười ôn hòa trên mặt dư thị trong nháy mắt thu lại, hóa thành một chút lãnh đạm. Lại cùng đứng ở cách đó không xa bàn quan cẩu đại hộ liếc mắt nhìn nhau, hướng trên mặt đất hung hăng dập tắt ngụm nước miếng, mắng không biết xấu hổ lão heo chó, đáng đời đoạn tử tuyệt tôn. Cậu đại hộ phẫn nộ mà đi. Thật sự là đậu hũ nước kho, một vật giảm một vật. Vương Lâm ở quán trà đối diện trương gia ngay người hơn một canh giờ. Nước trà tiếp tục ba năm bát, điểm tâm trái cây gọi bảy tám đĩa, còn gọi ba cân thịt muối từ quán cơm bên cạnh, ăn không ngớt. Trà tiến sĩ lão tôn đầu nhìn đến kinh ngạc, này hào hoa phong nhã vương gia tiểu tú tài khi nào biến thành cái tham ăn, những thứ này đều đủ hai ba cái tráng hắn ăn no rồi hắn lại còn không ngậm miệng hắn nào biết vương lâm càng ăn càng có sức mạnh càng ăn càng khí huyết tràn đầy vương lâm luôn cảm thấy mình bắt đầu sinh mệnh giá trị quá thấp hay là ăn trước rồi nói sau thực tế vương lâm đời trước cũng là trong cuộc nổi tiếng tham ăn dựa vào ăn tăng lên sinh mệnh giá trị có lẽ thật sự là hệ thống vì hắn đo ni đóng giày thẳng đến giờ mùi một cái kiệu nhỏ màu đỏ được hai ba hậu nữ năm sáu gia đình vây quanh ra khỏi trương gia vương lâm mới vội vàng thanh toán theo đuôi mà đi lúc trước phan kim liên sai cẩu thẳng tiền nhờ cửa bán trái cây đưa lời nhắn cho vương lâm biết được tiểu nương tử muốn theo dư thị đến nhà mẹ đẻ huyện dương cốc ở hắn lo lắng đơn giản liền âm thầm đi theo hắn mơ hồ cảm thấy biện pháp giải cứu phan kim liên thoát thân còn xuất phát từ trên người dư thị đố kỵ đoàn người dư thị ra khỏi thành đi thẳng về phía huyện dương cốc ước chừng đi được 20 dặm. Khi trời chiều sắp xuống núi, đến một thị trấn tập trung tên là Cảnh Dương Cương, cách địa giới huyện Dương Cốc còn gần 20 dặm đường núi. Cảnh Dương Cương Vương Lâm thầm lắp bắp kinh hải, đây. Chẳng phải là nơi võ tòng đánh hổ sao. Cũng may hắn thấy người đến người đi dưới cảnh Dương Cương, đội ngũ thương nhân không dứt, cũng không thấy thông báo chính thức của huyện Thanh Hà hoặc huyện Dương Cốc thầm nghĩ lúc này cách lúc võ tòng từ sài tiến thương châu về quê thăm hỏi võ đại còn hơn một năm vậy cái gọi là đại trùng treo mắt bạch ngạch thường lui tới trên cương vị hẳn là còn chưa từng có chứ đoàn người dư thị nghỉ ngơi ở một quán trà dưới gác vương lâm lặng lẽ đi dạo hai vòng cũng không phát hiện quán rượu tam bát bất quá cương trong thủy hữu cũng không thèm để ý đơn giản tìm một quán cơm ngoài trời ngay tại chỗ lại muốn hai đĩa thịt bò chín ăn uống thả cửa Mặt trời đỏ dần dần rơi về phía tây xuống núi, người làm dư thị cũng lên đường đi làm, kết bạn với những thương nhân khác, muốn thừa dịp trước khi trời tối chạy tới huyện Dương Cốc. Vương Lâm thoáng do dự thừa dịp không ai chú ý, thuận tay cầm lấy một cây rượu trẻ củi lợi cán dài đặt bên ngoài quán cơm, lúc này mới gắt gao đuổi theo. Bởi vì nơi đây là yếu điểm đi tới đi lui giữa huyện Thanh Hà và huyện Dương Cốc, thương nhân trên cương vị người đi đường nhiều năm đi lại, đã sớm dẫm lên một con đường rộng rãi bằng phẳng. Vương Lâm trà trộn trong đám người rơi xuống phía sau người trương gia. Lên núi, đột nhiên thấy phía trước hơn trăm mét một bên trong rừng rậm, có cây nhao nhao ngã sắp xuống, Vương Lâm trong lòng cảnh báo đột nhiên sinh, thầm nghĩ không ổn, nhất thời cũng không còn quan tâm che giấu hành tung, trực tiếp nhảy ra hét lớn. Mau quay đầu xuống núi, chạy mau. Mọi người ngạc nhiên, nhao nhao liếc mắt, giống như nhìn kẻ ngốc nhìn chầm chầm vị tú tài khiêng một cây rượu này ăn mặc thiếu niên áo lam ngao ô. Tiếng hổ gầm cao vút xa xa truyền đến, âm thanh chấn động núi rừng, hơn 10 chim chóc từ trong rừng vọt lên ở giữa không trung tứ tán, mà trong rừng không ít tẩu thú loại nhỏ càng đâm thủng đột nhiên chạy như sói. Vương Lâm mắt thấy hai ba con thỏ rừng màu xám cho từ bên người hắn xẹt qua, một lòng trầm xuống. Mẹ nó, bốt siêu lớn này không phải để lại cho hảo hán võ tòng võ nhị lan sao? Lão Tạc Thiên, ngươi sao lại thả con mảnh thú này ra trước? đây không phải là muốn mạng người sao tiếng hổ gầm làm cho mọi người sợ tới mức sẩn gai ốc mồ hôi lạnh chảy ròng đầu tiên phục hồi tinh thần vội vàng quay đầu chạy theo đường tới dưới chân núi hoàng hồn chậm kỳ thật cũng chậm nửa nhịp phan kim liên đỡ kiệu dư thị cũng theo đám người chạy xuống chỉ quay đầu lại trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy vương lâm cầm một cây rượu dài đứng ở con đường phía trước cũng không kịp nghĩ hắn vì sao ở chỗ này hoảng sợ kêu lên lâm lang có đại trùng chạy mau a à. Mời sưu tầm. Hết chương này. Chương 8 Liều mạng mảnh hổ rít gào sơn lâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Liều mạng mảnh hổ gầm núi rừng mùi vị vừa tao vừa thối tràn ngập, trong đôi mắt hổ trắng trắng sặc sỡ dài hơn hai mét hung quang bắn ra, từ trong rừng rậm chậm rì rì lộ ra đầu, còn cực kỳ càng rỡ nhếch chân sau hướng trên một thân cây vẫy nước tiểu. Vương Lâm hít sâu một hơi, quyết đoán từ bỏ ý định xoay người chạy trối chết. Đối mặt mạnh thú không thể vọng động, đây là thường thức. Nếu động, sẽ chỉ khiến cho càng phát cuồng truy sát, hai chân chính là bay trên cỏ cũng khẳng định chạy không lại bốn chân tốc độ cao tới 70 km trở lên mạnh thú chi vương, đến lúc đó chẳng những hắn hổ khẩu trốn không thoát, đám kia bao gồm phan kim liên ở bên trong người qua đường cũng một cái đều khó giữ được mạng sống. Con hổ tráng trắng hung mảnh này bước ra bốn vó, đi về phía trước hơn 10 bước, phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề, Vương Lâm kiên trì đứng ngang nhiên, đối diện với nó. Nhưng hắn đánh chết cũng không tin, như thế sẽ làm cho hổ rút đi. Treo mắt bạch ngạch hổ. Sinh mệnh 7, trí lực không, vũ lực 51, danh vọng không, kỹ năng. Hổ khiếu, mẹ ruột im. Vương Lâm mặt trắng bệch, hai chân như nhũng ra. Đây xem như hoàn toàn đánh nát hắn chỉ có nửa điểm may mắn chi tâm, vũ lực giá trị chênh lệch gấp 10 lần, hoàn toàn đơn phương ngã nghiền ép. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh không loạn, trong lòng lại sinh ra ý niệm chạy trốn. Vương Lâm điều hòa hơi thở, từng bước lùi về phía sau. Bạch Ngạch Hổ bất động tại chỗ, cặp kia treo mắt lại mãnh liệt nhất lên. Đột ngột, Bạch Ngạch Hổ ngửa mặt lên trời rít gào, lập tức bốn vó mãnh liệt hướng trên mặt đất ấn một cái, thân hình to như vậy liền bay lên không nhào tới, bao bọc lấy tanh hôi tiếng gió, cái này nhảy lên chính là hơn 10 mét vương lâm trong lúc hoảng sợ đành phải nhảy sang một bên sơn đạo né tránh trường phủ trong tay nắm càng chặt mặc dù hắn biết rõ phản kháng kỳ thật cũng là phí công nhưng cũng không thể ngồi chờ chết cho nên khi bạch ngạch hổ bổ tới giữa không trung còn chưa hạ xuống hắn liền cắn răng vung rìu lên ra sức chém tới đại trùng này một búa này trong lúc hoảng loạn không phân biệt phương hướng ở trên lưng bạch ngạch hổ chém một đạo lỗ hổng không lớn không nhỏ máu chảy như rót xoáy bị cự lực chấn động mở ra đại trùng bị đau phát ra một tiếng thét phẫn nộ, giống như giữa không trung nổi lên sấm sét giữa trời quang. Bởi vậy thân hình nó vừa rơi xuống đất, liền đem móng trước đáp trên mặt đất, thắt lưng nhấc lên vĩnh mông hổ, đuôi dài như thiết côn quét ngang qua, các bay đá chạy. Vương Lâm cũng là gấp đỏ mắt, cũng không để ý bên cạnh chính là sâu chừng hơn 10 mét sơn cốc, sinh sôi nhảy xuống. Vương Lâm liều mạng bắt lấy rìu dài lăn xuống sườn núi, đại trùng hung uy càng thịnh chỉ ở trên đầu dốc khinh miệt thoáng nhìn hơi dừng lại liền lao mạnh xuống, đến chỗ nào cây khô bụi cây đều bị nó trong nháy mắt nghiền thành đất bằng. Vương Lâm ngã thất hôn bát tố, chật vật nằm ở trong bụi có ngửa mặt lên trời thở hổn hển giờ phút này cả người hắn đau đớn vô lực, rốt cuộc không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi dài của đại trùng kia một đường như bẻ gãy nghiền nát quét ngang qua, lại bốn vó lăng không mãnh liệt nhào tới, miệng chậu máu há to, răng nanh rậm rạp, móng sắc chói mắt kiếp trước kiếp này ống kính xẹt qua trước mắt như chớp, nhớ tới cương nhiên phải tùy ý một con súc sinh sâu xé, trong lòng các loại bi ai, oán khí cùng không cam lòng trong nháy mắt bộc phát, vương lâm tức giận mắng một tiếng dứt khoát đem rìu dài trong tay ông vào trong ngực, miệng rìu hướng lên trên, chuẩn bị liều mạng. Con hổ trắng trắng lao mạnh qua, đến khi đầu vương lâm nhô lên cao, hắn có thể thấy rõ bụng trắng mềm của nó. Bất quá trong nháy mắt sinh tử này, vương lâm không có đi làm chuyện ngu ngốc hắn nếu tin tưởng tiểu học ngữ văn trong sách giáo khoa đường đã hổ kiều đoạn, thật là ngu xuẩn đến nhà triệt để chết chắc, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình nguy cơ phán đoán, hướng phải một hồi quay cùng tránh đi nhào thế, đợi đại trùng vô hụt rơi xuống đất còn chưa kịp điều chỉnh tốt tư thái, hắn tích lũy đã lâu lực lượng bộc phát, mãnh liệt nhảy dựng lên, cuôi rìu sắc mặt niệm khoái thủ đồ đao, liều mạng hướng đại trùng mũi chém tới. Người ta nói rằng phần yếu nhất của cơ thể hổ là mũi và lưng vương lâm giờ phút này cũng không biết tin tức trên mạng rốt cuộc là thật hay giả dù sao cũng phải liều mạng thử một lần búa sắt gia trì tốc độ cùng kỹ xảo nhanh như chớp rơi vào trên mũi có vẻ mềm mại của bạch ngạch hổ bỗng nhiên chém nó một cái huyết quang băng lưu đại trùng đau đến hất đầu giận dữ gào thét cái đuôi dài kia đột nhiên ở phía sau dựng thẳng lên bóp một tiếng nghiêng rút tới vương lâm mất mạng né tránh suýt nữa bị đuôi hổ kia lướt qua bên hông trong phút chốc hắn tự biết không thể lại một mực chạy trốn lấy đầu đại trùng này lực lượng cùng tốc độ hắn trừ phi có thể lên trời xuống đất nếu không lần này khẳng định bị nó đùa chết nếu tmg sớm muộn gì cũng chết còn sợ con mẹ nó cái búa dứt khoát liều mạng với súc sinh này nếu con người đến thời điểm tìm đường sống trong cõi chết này nhất định sẽ kích phát tất cả tiềm năng sinh mệnh vương lâm cũng không biết mình điên cuồng nhảy về phía trước như thế nào liền nhảy lên lưng đại trùng một tay hắn gắt gao túng lấy lông mềm sau cổ nó không buông ra, mặt khác triều sắc trên tay mặt kệ một nhanh chóng chém xuống. Đại trùng thê lương rít gào xuyên thấu toàn bộ khu rừng trên cảnh dương cương này, ánh tà dương đỏ như máu từng chút từng chút rơi xuống, vương lâm gần như trở thành một huyết nhân khó phân biệt diện mạo, trong đầu hắn một mảnh chết lặng, căn bản không biết rốt cuộc chém bao nhiêu búa, cũng hồn nhiên không nhớ nổi đại trùng vừa rồi dãy dụa, phản kích và nhảy nhót như thế nào dù sao hắn vẫn gắt gao cưỡi trên lưng nó điên cuồng chém đầu hổ một cái máu thịt mơ hồ đại trùng rốt cục đã chết cửu tử nhất sinh vương lâm ngã trong vũng máu hơn nửa ngày cũng không bò dậy nổi một lát sau hắn cũng không để ý dơ bẩn ghê tởm miễn cưỡng chống lên thân thể nằm ở đại trùng trên thi thể hút lấy tanh hôi hổ huyết bởi vì hắn vừa có hổ huyết phun tung tóe trong miệng ngoài ý muốn nhận thấy được hổ huyết có thể tăng trưởng khí lực cùng khôi phục thương thế phỏng chừng cũng có thể đề cao sinh mệnh giá trị. Thật lâu sau. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, gió núi trong trẻo nhưng lạnh lẽo lướt qua rừng rậm, nhiệt huyết trong cơ thể vương lâm sôi trào, tuôn trào trong kinh mạch giống như hỏa thiêu, chợt từng trận thúc đẩy sinh ra lực lượng dường như vô cùng vô tận. Vương lâm. Sinh mệnh 5.2, trí lực 11, vũ lực 35, danh vọng 3, kỹ năng. Hổ khiếu, giá trị vũ lực đột nhiên tăng lên 35, ước chừng tăng lên bảy lần. Vương Lâm hít sâu một hơi, liều mạng lật một con mảnh hổ, thành phần may mắn cùng nhân tố trời xuôi đất khiến ít nhất chiếm đến bảy tám phần. Thu hoạch tuy rằng thật lớn, nhưng nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lòng hắn tính toán, có thể đè lại mảnh hổ trên mặt đất mảnh đấm võ tòng khẳng định vũ lực giá trị so với mảnh hổ cao hơn một chút, mà lại lấy võ tòng tại Lương Sơn Anh Hùng chiến lực trên bảng xếp hạng vị trí đến cân nhắc chính mình hiện tại vũ lực giá trị mặc dù tạm thời còn cùng võ tòng cùng càng hàng đầu lưu tuấn nghĩa quan thắng lâm trùng những người này khác nhau rất xa nhưng ít nhất hẳn không so với một ít bình thường thủ lĩnh kém bao nhiêu đi đến tận đây hắn xem như ở thời đại loạn thế sắp tới chân chính có được lực tự vệ mà nếu như cho hắn sung túc thời gian trưởng thành hắn sớm muộn sẽ áp đảo một trăm tám cái lương sơn anh hùng bên trên thậm chí tương lai một ngày nào đó thiên hạ vô địch cũng không phải là mộng tưởng đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể nửa đường chết non tiếc nuối duy nhất chính là hắn đến nay còn chưa tiếp xúc được hảo hán giang hồ chân chính kỹ năng phục chế được nghiêm khắc mà nói càng giống như là bản năng nguyên thủy nào đó như hổ gầm của bạch ngạch hổ này lại như đồ đao của tôn hổ cùng khoái thủ của bạch nhị những thứ này còn kém xa bất quá cũng không vội dù sao còn nhiều thời gian thời đại không có ánh mặt trời lực lượng đại biểu hết thảy nghĩ đến đây Vương Lâm dứt khoát nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xuống buồn nôn vùi đầu tiếp tục đổ máu hổ. Hết chương này. Chương 9 Đánh hổ tiểu anh hùng Vương Lâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Đánh hổ tiểu anh hùng Vương Lâm Nguyệt Minh Tinh Hy, thanh phòng quá cương. Dưới cảnh dương cương tụ tập càng ngày càng nhiều thương nhân, người đi đường, đám người dư thị tự nhiên cũng ở trong đó, nghe nói trên cương đột nhiên toát ra một con đại trùng hung ác, ai cũng không dám tùy tiện qua cương nữa, chỉ có thể tạm tụ ở đây. Có người hiểu chuyện sớm đi thông báo huyện Nha Thanh Hà, đều đầu chu Bình tự dẫn hơn 10 tên bộ khoái chạy tới nơi này. Đầu người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Phan Kim Liên đỡ kiệu dư thị ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp sợ hãi tuyệt vọng, tràn đầy nước mắt. Đột nhiên nghe đám người phát ra liên tiếp tiếng kêu kinh hãi, lại thấy người xung quanh hoảng sợ chạy tứ tán, ngay cả dư thị cũng xuống kiệu chạy mất, lúc này nàng mới đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lại dưới ánh trăng sáng tỏ một đạo vết máu dày đặt bóng người gầy gò bước đi cực nhanh càng ngày càng gần hắn đầu vai lại khiến một đầu sặc sỡ mạnh hổ đi mất việc đến hình như là lâm lan trái tim nhỏ của tiểu nương đột nhiên tăng tốc đập mọi người thấy thế sẩn gai ốc chậm rãi mới cảm thấy là hổ chết lúc này mới tránh xa vây xem chu bình dẫn các bộ khoái trong huyện chặn trước mặt mọi người ánh mắt trung động tiếng sơn bác Mảnh hổ nhập hải bắc giao long đây căn bản đều là văn nhân mặt khách lãng mạn tưởng tượng từ tầng hán lấy hàng sự tái tay không dết hổ người có thể đến được trên đầu ngón tay cái nào không phải kinh thiên động địa thần nhân trước mắt bao người một tiểu nương mềm mại điên cuồng gào khóc vung hai tay chân sâu chân cạn mất mạng chạy tới vương lâm mỉm cười đầu vai tùy ý rung lên liền đem con mảnh hổ sặc sỡ kia rơi xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Bỏ qua vũ lực giá trị không nói, đơn thuần khí huyết mang lực, hắn có thoát thai hoán cốt tăng lên. Đây là hắn uống một bụng cung cấp thiên tại địa bảo hổ huyết, hệ thống ba ba lặng lẽ hồi báo cho hắn thêm vào phúc lợi, có điểm giống võ hiệp trong tiểu thuyết đốn lông tẩy tuỷ, thuộc về ngẫu nhiên tính hoặc một lần kỳ ngộ thức, đẫm máu sống lại, cũng không tại hệ thống bản thân quy tắc bên trong. Về phần về sau có loại phúc lợi ngoài định mức này hay không, ai cũng nói không chính xác. Vương Lâm thuận tay sờ vết máu trên mặt, mở hai tay về phía tiểu nương. Hắn như vậy kỳ thật càng lộ ra vẻ máu tanh dữ tợn, đáng sợ. Nhưng tiểu nương cũng không để ý sợ hãi, giống như nhũ yến nhảy vào lòng hắn, khóc thành lệ nhân nhi. Dưới ánh trăng, giờ phút này trong lòng Vương Lâm vô cùng yên tĩnh. Hắn biết mình cùng tiểu nương xem như hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Lấy vũ lực của hắn bây giờ, bảo vệ nữ nhân của mình đã không còn có bất cứ vấn đề gì mà cẩu đại hộ kia. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí, liền cuối người đem tiểu nương trong ngực bá đạo ông lấy. Lâm Lan Vương Lâm một tay nâng eo mông tiểu nương, tiểu nương thì đành phải đỏ mặt nhắm hai mắt lại, hai tay ông lấy cổ hắn, nằm ở trên ngực hắn tránh né mọi người nhìn chăm chú. Mà tay kia của hắn, thật sự túng lấy đầu kia sặc sỡ mạnh hổ đuôi hổ hai người một hổ, từng bước một đi về phía mọi người. Chân nhược thiên thần. Dư thị trốn trong đám hộ vệ của gia đình tỳ nữ, ánh mắt thẳng tắp, hai chân như nhũng ra, hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Chu Bình định thần liền nghênh đón, ông quyền nói. Tại Hà Thanh Hà huyện nha đầu Chu Bình, xin hỏi tiểu anh hùng cao tính đại danh, quý hương nơi nào, đầu này treo mắt bạch ngạch đại trùng là. Tiểu sinh Vương Lâm, người trong huyện, ra mắt Chu Đô Đầu vừa rồi đụng phải con đại trùng này, vì mạng sống, đành phải liều mạng đánh cược một lần liền đánh chết nó. Vương Lâm hướng Chu Bình gật đầu vì ý, hắn giờ phút này còn không biết chính là vị trước mắt này giúp hắn thoát khỏi lao ngục tai ương. Hắn tuy nói nhẹ nhàng chỉ một câu, liền đánh giết nó, lại khiến cho đám người xung quanh ầm ý kinh hô. Chu Bình cả kinh, từ trên xuống dưới đánh giá Vương Lâm, thật lâu sau mắt mới lộ kỳ quan nói ngày hôm trước triều đại quan nhân huyện vận thành nhờ người truyền tin cho chu mổ nói hắn có cháu ngoại tên là vương lâm chẳng lẽ chính là tiểu anh hùng giáp mặt thì ra là chu đô đầu giúp ta tẩy thoát quan ngục đại ân khắc ghi trong lòng dung tiểu sinh ngày mai lại đến nói cám ơn chu bình và các bộ khoái trong huyện dùng kiệu mềm chở vương lâm và tiểu nương phan kim liên hạnh phúc đến gần như ngất xỉu còn dùng xe kéo con sâu to tráng trắng sặc sỡ kia một đường khu chiên gõ trống trở về thành phố chấn động cả huyện. Tuy là ban đêm, nhưng đầu đường cuối ngõ thì trấn tràn đầy quần chúng ăn dưa bị đánh thức xem náo nhiệt, náo nhiệt vui vẻ, đều đến nghênh đón đại trùng cùng anh hùng cái thế đánh vết đại trùng, so với lễ mừng năm mới còn náo nhiệt hơn. Tống tri huyện kích động bò dậy trên giường tiểu thiếp chân thị, tự mình dẫn người nghênh đón ở cửa huyện nha. Nghe nói đã hổ anh hùng dĩ nhiên là thư sinh nghèo vương lâm mới từ trong lao ngục phóng thích, hắn vốn không quá tin, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, hơn nữa tận mắt thấy tiểu thư sinh gầy gò hời hợt khiên đầu đại trùng máu chảy đầm đìa kia ngạo nghễ đi thẳng về nhà tri huyện lão gia tay viện râu dài liên tiếp hít vài ngụm khí lạnh suy nghĩ một chút liền cúi đầu phân phó người khẩn trương đem việc này báo lên đông bình phủ thỉnh công sau đó lại dặn dò tiền cốc sư gia hồ trân nhanh chóng lấy danh nghĩa huyện nha tặng cho vương lâm tắm biển đã hổ anh hùng khen ngợi lại dặn dò hắn tìm mấy đại hộ trong huyện gom một ngàn quan tiền đưa đến vương gia đánh hổ tiểu anh hùng Trừ Bạo An Lương, tạo phúc một phương, tiền cảm tạ này đương nhiên phải do người có tiền trong huyện trả, trong huyện rất nghèo. Hồ Trân hoảng sợ đáp ứng. Hắn chính là lần trước hãm hại Vương Lâm đầu sỏ gây nên, người gặp niết nghèo kiết hủ lậu tiểu tú tài đột nhiên lắc mình một cái dũng mãnh vật hổ anh hùng hảo hán, trong lòng hắn ngoại trừ kinh chính là sợ. Danh tiếng đánh hổ tiểu anh hùng Vương Lâm, suốt đêm truyền ra khắp huyện Thanh Hà đương nhiên lập tức diễn dịch ra các loại phiên bản bất đồng. Có người say sư nói Vương Lâm là vũ khúc tinh trên trời hạ phàm, cũng có người nói hắn là Tây Sở Bá Vương chuyển thế. Tóm lại càng truyền càng mơ hồ, về phần thân phận thư sinh nghèo vốn có của hắn, thì bị người ta tự động xem nhẹ không nhìn. Thế sự biến ảo nhân tình ấm lạnh, chính là như thế. Tiểu nương cũng không trở về trương gia nữa. Đêm đó Vương Lâm thuần thuộc lột gia trút gân, kỹ năng đồ đao lúc này xem như chân chính phát huy công dụng, gia hộ chuẩn bị ngày mai liền đưa cho chu Bình làm quà cảm ơn, về phần thịt hổ chính là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm tăng trưởng sinh mệnh khí huyết, đương nhiên lưu lại tự dùng. Xong liền ngủ say không dậy nổi, mãi cho đến ngày sau, mặt trời lên cao. Hắn còn chưa đứng dậy, bản hiệu choàng đỏ huyện Nha Tặng đã treo trên cạnh cửa. Hàng xóm hưng phấn còn tự động bán pháo, sư gia huyện Thanh Hà Hồ Trân tự mình đưa tới cửa một ngàn quan tiền đặt ở trong rương đặt ở trong viện, tỷ nữ trương gia Thúy Nhi cũng đưa tới hành lý bên người Phan Kim Liên, còn đưa tới 500 lượng bạc cùng một trương tơ lụa lăng la dư thị tặng. Mấu chốt còn có khế ước bán thân của Phan Kim Liên. Dư thị truyền tín hiệu đi ra, hy vọng ân oán hai nhà bởi vậy xóa bỏ. Đây đương nhiên là một bên tình nguyện của nàng. Vương Lâm ở trên giường duỗi lưng một cái cảm giác tinh thần sảng khoái, hắn chậm rãi mở mắt, tiểu nương thay quần áo sạch sẽ, hai tay chống má ngồi ở bên giường, đang ngẩn người nhìn hắn. Chuyện đêm nay phản phất như một giấc mộng nam kha, cho tới bây giờ cô vẫn như đang ở trong mộng. Vương Lâm đưa tay kéo tiểu nương vào trong ngực. Lâm Lan, giữa ban ngày. Hả? Vậy chúng ta đợi đến tối. Lâm Lan ngươi xấu chết rồi. Bất tri bất giác, đã là buổi chiều tiểu nương xuân ý mông lung vân tấn tán loạn, thò ra bàn tay ngọc thon thả kéo rèm ra. Hô nhẹ. Lâm Lan, nên đứng dậy, buổi sáng phố phường láng giềng còn có cách vách võ đại ca, đều nói muốn gom tiền mời ngươi uống rượu, ăn mừng này đã hổ anh hùng danh tiếng, đồ không có trải Lâm Lan đồng ý, liền đem kia nấu chín thịt hổ các thái chút, đưa bọn hắn nếm thử tươi. Vương Lâm lơ đỉnh, cười. Tặng chút không sao, trái phải cũng nhiều, chúng ta ăn không hết. Con mảnh hổ này ít nhất 4-500 cân nặng, trừ đi da hổ nội tạng các vật cũng có 2-300 cân thịt, đưa chút cho hàng xóm ăn cũng không sao, huống hồ võ đại bên này hắn sớm muốn tạ ơn một chút. Vương Lâm đứng dậy được tiểu nương hầu hạ thu dọn, thay làm sao mới tin, quả nhiên là lan quân môi hồng răng trắng ngọc thụ lâm phong. Nhưng là còn có thể lên núi đánh lão hổ tiếu lan quân, thế gian hiếm có đại anh hùng, bây giờ là nô phu quân. Tiểu nương nhìn vương lâm đỏ mặt, nhất thời cảm thấy mỹ mãn chu bình nghe nói vương lâm tới chơi lúc này vẻ mặt tươi cười nên đón ra cửa thấy vương lâm tay phải mang theo cả tấm da hổ sặc sỡ nhẹ như không có gì tay kia còn mang theo một cái rương chứa đầy lễ vật không khỏi tấm tắc khen ngợi tiểu huynh đệ đoan khí lực tốt không hổ đã hổ anh hùng vương lâm ông quyền cười hôm nay đặc biệt đến nhà bái tạ ơn cứu viện của đô đầu trên dưới chuẩn bị đều là triều đại quan nhân tốn kém chu mổ bất quá hơi mỏng manh sao dám nhận hậu lễ như vậy tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo tấm này gia hổ cũng không đáng cái gì nếu đều đầu không chịu thu liền thay ta chuyển tống triều đại quan nhân thôi vương lâm nói xong liền xoay người đi đến hạnh hoa lâu cách đó không xa nếu các vị độc giả lão gia cảm thấy còn tạm được bái cầu giúp lão ngư tuyên truyền một chút dù sao bây giờ còn chưa ký hợp đồng đang trong quá trình lúc này đầu tư tương đương nhạc không tiền khởi điểm, không nhạc bạch không nhạc A, à, các huynh đệ, giúp lão ngư tuyên truyền, coi như là tới nhạc tiền. Cảm ơn, cầu sưu tầm truy đọc nha. Hết chương này. Chương 10 Sai sử nha đầu bàn xuân mai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 sai khiến nha đầu bàn xuân mai hạnh hoa lâu là tử lâu lớn nhất huyện Thanh Hà, ông chủ chính là Diêu Tam Nguyên, một trong những hàng xóm của Vương Lâm, hôm nay người khởi xướng tiệc đánh hổ anh hùng này cũng chính là hắn. Mà gom góp tiền trình diện còn có võ đại bán bánh nhà bếp, trương năng mở cửa hàng ngựa giấy, tiết bà đi khắp hang cùng ngõ hẻm chuyên làm môi giới, cùng với ông chủ cửa hàng xe ngựa hộ tứ hơn 10 người. Đều là hàng xóm sống trên một con phố. Vốn mặc dù không qua lại, nhưng cũng không trở ngại đêm nay mọi người nhiệt tình cổ vũ. Vương Lâm lần lượt chào hỏi các vị láng giềng, thái độ khiêm tốn, tao nhã lịch sự trên người chưa từng có nửa điểm hung sát khí. Nếu không tận mắt chứng kiến hắn khi một đầu sặc sỡ đại trùng cường hãn trở về, mọi người ai lại tin tưởng thiếu niên trước mắt này đúng là lực đại vô cùng uy mãnh vô địch hảo hán. Đến trước mặt võ đại, Vương Lâm không người xuống. Vương Lâm bái kiến Vũ Đại ca, phiên trước nhờ có Vũ Đại ca trượng nghĩa xuất đầu, giúp tiểu đệ đi vận thành huyện đưa tin, lúc này mới để cho ta may mắn thoát khoan ngục. Võ đại đầy mặt cười, tranh thủ thời gian né qua. Lâm Ca Nhi, không, Tiểu lang quân đại lễ như thế, ta có thể chịu không nổi. Vũ đại ca ân này, ta nhớ kỹ trong lòng, dung đồ hậu báo. Vương Lâm lại thi lễ. Diêu Tam Nguyên ở bên cười chen vào nói. Bọn ta đều là láng giềng hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là bình thường, chư vị, đánh hổ anh hùng ngay tại trước mặt, hôm nay cái tiệc rượu coi như diêu mổ nhân, mọi người tận tình ăn uống, chúng ta không say không về. Trương Năng cũng ông quyền cười. Đúng là như thế, ai có thể nghĩ đến, huyền Thanh Hà lại xuất hiện vương lâm tiểu lan quân như vậy một vị đại anh hùng kinh thiên động địa, chúng ta phố phường láng giềng cùng có vinh yên. Hồ Tứ trực tiếp nâng chén mời uống. Ta cả đời này không nghĩ tới cũng có thể ăn thịt hổ, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Chư vị cao lân, tới tới, chúng ta kính đánh hổ anh hùng một chén rượu cái kia chừng 40 tuổi tiết bà cũng tới góp vui. Lão thân là không biết uống rượu, nhưng lão thân biết làm mai nha. Mọi người dỗ cười, Vương Lâm mỉm cười đáp lễ. Đa tạ tiết bà, bất quá bên người Vương Lâm đã có kim liên, không phiền ngài phí tâm. Ngay cả cái này hồ tứ đều cưới tam phòng tiểu thiếp, huống chi là ngươi bực này văn võ song toàn đã hổ anh hùng, cả huyện số một tuấn tú tiểu lang quân. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Lâm Hiền để cưới được mấy Mỹ thay kiểu thiếp thì có làm sao? Diêu Tam Nguyên dơ cao chén rượu, nói. Nếu không phải đã hổ anh hùng hoành không xuất thế, đầu đại trùng này còn không biết muốn hại chết bao nhiêu hương thân, chư vị cao lân, chúng ta lại kính tiểu lan quân một chén. Mọi người nhao nhao tiến lên mời rượu, Vương Lâm không tiện từ chối, đành phải nâng chén tương hợp. Rượu tuần tra quá nhiều, đám người Diêu Tam Nguyên đã ăn đến say mềm, lời tân bốc càng thêm không có điểm mấu chốt, thịnh tình khó chối từ, Vương Lâm đành phải kiên trì giả dối ủy xa. Cái kia tiếc bà cũng ăn mấy chén rượu, mượn ý rượu lại gần kéo lấy hắn nói. Tiểu Lan Quân, ta trên tay có cái hoa chi xinh đẹp hảo tiểu nương, cái kia quả nhiên là kiều tích hảo hình dạng, lúc này mới 15 tuổi, mấy tháng trước lưu lạc tại ta Thanh Hà huyện, Tiểu Lan Quân nếu có tâm, lão thân liền làm chủ đem nàng cho ngươi. Vương Lâm Tâm ý tiếc bà, ta tâm lĩnh trong nhà tiểu sinh có kim liên tạm thời không nghĩ tới tiếc bà cười đùa lão thân biết kim liên tiểu nương tử dung mạo như thiên tiên cùng tiểu lan quân càng là tình thâm ý hết lòng tiểu lan quân trong mắt không chứa nổi nữ tử khác cũng bình thường bất quá lấy tiểu lan quân bây giờ bực này thân phận nếu trong nhà ngay cả cái sai khiến nha đầu cũng không có cũng không phải là muốn cho tiểu nương chịu khổ vương lâm tâm niệm vừa chuyển thầm nghĩ cũng đúng nhà mình thật đúng là thiếu nha đầu sai khiến nếu không rất nhiều chuyện đều phải để cho Kim Liên tự mình làm hắn còn chưa có quyết định chủ ý lại nghe Tiết bà lại nói tiểu nương này tên là Bàn Xuân Mai nguyên là phú gia nữ Hà Bắc thương châu người thị đáng thương một tuổi chết mẹ ba tuổi chết cha đến sơn đông nương tự thân quyến đi nàng kia thím lại không chứa nổi nàng Bàn Xuân Mai Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Tiết bà không ngừng giới thiệu sắc mặt có chút cổ quái. Hắn thầm nói chẳng lẽ lại xuất hiện một nữ tử trong Kim Bình Mai, nghe lai lịch xuất thân này thật đúng là giả bao hoáng, xem duyên phận đến từ nhà cùng Tây Môn Khánh này thật đúng là khó có thể lãng tránh. Trước các võ đại, sau các Tây Môn. Phía sau còn muốn chặn vị đại lão nào? Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười khẽ, liền hướng tiếc bà nói. Tiểu cô nương này định giá bao nhiêu bạc, nếu thích hợp, Ta liền mua cho Kim Liên làm nha đậu sai khiến cũng được. Tiết bà thấy hôm nay đẩy mạnh tiêu thụ nửa ngày cuối cùng cũng có kết quả, nghe vậy vui vẻ, cười thử thăm dò nói. Tiểu Lan quân nhân tài bậc này, lão thân không dám nhiều muốn, ngân 16 lượng là được. Kỳ thật chủ gia cũng chính là thuốc thẩm của bàn xuân mai mới bán được 10 lượng bạc. Chỉ có Tiết bà này tâm nhãn nhiều, hôm nay nghe nói huyện nha cùng một ít đại hộ trong huyện tặng cho Vương Lâm không ít tiền bạc tài vật lễ vật trong sân nhà vương gia kia đều chất thành núi, lúc này mới lấy can đảm tăng giá sáu lượng. Thật đen tối. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng co kè mặt cả, nhưng không ngờ vương lâm tùy ý phất tay, vậy quyết định đi, lát nữa tiếc bà dẫn người cùng khế ước bán thân đến nhà ta, chúng ta giáp mặt giao nhận. Vương lâm nào biết trong này mờ ám, hắn ngược lại cảm thấy 16 lượng bạc mua một người, mẹ nó đủ giá rẻ, thật sự là vạn ác xã hội cũ tiếc bà mừng rỡ mặt mày hớn hở, lời nịnh hót kia bởi vậy càng mở rộng nói, bà mối như nàng phải dựa vào mồm mép kiếm sống, đây chính là bản lĩnh có thể đem người sống nói chết, người chết nói sống, lại mặc kệ buồn nôn hay không buồn nôn, thỏa đáng hay không thỏa đáng, vương lâm nghe được da đầu nổ tung, nhanh chóng lạc hoang mà chạy. Phan Kim Liên nghe nói Lâm Lan bỏ ra 16 lượng bạc mua một nha đầu sai khiến vốn còn ngại đắt, năm đó nàng bán vào nhà trương đại hộ cũng chỉ có 10 lượng bạc, nhưng nhìn thấy bàn Xuân Mai 15 tuổi giòn giả đứng ở trước mắt, nàng lại cảm thấy đáng giá. Nhà đầu này mắt hạnh má đào, dáng người gầy gò, cái đầu giống như nàng, cục mắt, tính cách nhu thuận, Phan Kim Liên vây quanh nàng dạo qua một vòng rất hài lòng, liền kéo tay bàn Xuân Mai hỏi hang ân cần, hỏi hang. Vương Lâm cũng không quấy rầy hai nàng, lén vào phòng bếp ăn. Hắn thật sự là có chút xấu hổ, này mới từ trên bàn rượu trở về, còn không có nửa canh giờ liền lại đói bụng, như vậy tiếp tục hắn không thể không thành thùng cơm một đĩa thịt hổ tương lớn bị hắn quét sạch cảm giác được khí huyết trong cơ thể lại bồng bột một chút lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phòng bếp đứng ở trong sân hiên ngẩng đầu ngắm trăng chải vuốt tâm tư hỗn độn phức tạp bắt đầu chính là trong ngục chợt cảnh dương cương liều mạng đánh hổ bước đi khu chiên gõ trống rất nhiều chuyện còn không kịp suy nghĩ cặn kẽ nếu xuyên qua đã không thể nghịch con đường tương lai đi như thế nào thật sự phải suy nghĩ kỹ càng ở Sơn Đông, đêm tháng tư vẫn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phan Kim Liên cầm một cái áo choàng đi ra ngoài phủ thêm cho hắn, ôn nhu nói. Lâm Lan, về phòng đi, đừng để nguội. Vương Lâm cười ha ha, dứt khoát bỏ qua tất cả loạn thất bát tao trong lòng, nhân sinh đến tận đây phải tận hưởng niềm vui, về tương lai như thế nào. Xem xét thời thế, thuận thế mà làm là được, cần gì nhìn trước ngó sau. Vì thế xoay người ông lấy tiểu nương, lại hôn lên trán trơn bóng của nàng một cái tiểu nương xấu hổ chôn đầu ở trên ngực hắn tùy ý hắn ông mình vào phòng ngủ nến đỏ trong phòng tắt sống dâng lên sống tiếp sống đều không ngừng không dứt mà đêm xuân dài như thế xem ra vừa mới mở màn tiểu nương dịu dàng bàn xuân mai mới tới còn chưa qua nhân sự ở sát vách thật sự ăn không yên cũng ngủ không được đành phải đỏ mặt trón rén ra khỏi phòng một đầu chui vào phòng củi hết chương này